Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 131 Tô Sư Tỷ. Người đó đang luyện tập cùng một con rối gỗ chiến đấu, dáng người nhẹ nhàng phiêu giật, kiếm chiêu lướt như gió. Trên người cô gái mang theo một loại phong thái khó có thể miêu tả rõ ràng, khiến tất cả đệ tử có mặt tại khu trong cơ quan đường đều trở nên ảm đạm phai sắc. Lâm Nhất ngừng chân hồi lâu, đợi đến lúc cô gái kia thu kiếm vào vỏ mới chậm rãi bước tới. Trong lòng hắn lúc này có đôi phần thấp thỏm, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt của Tô Hàm Nguyệt, thấy nàng không khác gì trước đây vẫn là vẻ mặt lạnh lùng xa cách như xưa, trái tim của Lâm Nhất bỗng trở nên tĩnh lặng, trong ánh mắt thanh tịnh không còn thấy chút sóng gợn dao động nào. Ôi chao, đây chẳng phải là tiểu kiếm nô đệ tử nội môn mới của chúng ta đó sao? Ồ không đúng, là Lâm Nhất sư đệ chứ nhỉ? Bây giờ phải đổi sang gọi bằng tên hẳn hoi rồi. Đúng lúc này, Vương Ninh và đám đệ tử nội môn xung quanh bắt đầu quay lại gần. Rõ ràng Vương Ninh đã biết Lâm Nhất đến từ lâu rồi, lúc này đang cố ý tới gần để chế nhạo hắn. Trong giọng điệu của Vương Ninh rõ ràng mang theo châm chọc, nhưng không hề khiến Lâm Nhất tức giận, ánh mắt của hắn vẫn chỉ hướng về phía Tô Hàm Nguyệt. Tô Hàm Nguyệt vừa mới tập luyện xong cùng con rối, đang muốn rời khỏi đây, nhưng lại thấy Lâm Nhất đi về phía mình, trong mắt nàng lóe lên chút bất ngờ. Tô sư tỷ. Trong lòng Lâm Nhất lúc này là cảm giác rất đối phức tạp, hắn chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ Tô Hàm Nguyệt, bình thường toàn chỉ khẽ liếc qua rồi thôi. Nhưng nhìn ở khoảng cách gần như bây giờ, hắn lại thấy đường nét trên gương mặt của Tô Hàm Nguyệt vô cùng tinh tế, quả thật đẹp đến nao lòng người. Nhưng vì có thêm khí chất lạnh lùng bao phủ, cho dù ở gần đến đâu cũng khiến mọi người cảm nhận được sự xa cách của nàng. Có chuyện gì à? Vẻ mặt Tô Hàm Nguyệt không chút thay đổi nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ cất tiếng hỏi. Ta. Lời đã đến bên môi nhưng Lâm Nhất lại chẳng biết nên mở miệng nói ra kiểu gì. Từ sau khi biết được chấp niệm của nguyên chủ, Lâm Nhất vẫn luôn âm thầm chuẩn bị, thế nhưng đến lúc thật sự đứng trước Tô Hàm Nguyệt, hắn lại vẫn khó lòng nói nên lời. Mau nhìn kìa, Lâm Nhất đang muốn tỏ tình với Tô Hàm Nguyệt đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 132 không thể thế được. Thật hay giả thế? Ôi trời, hắn cũng can đảm ghê. Trong tiếng bàn tán xôn xao của đám người, vẻ mặt kỳ quái của Lâm Nhất lập tức biến thành hắn đang muốn tỏ tình với Tô Hàm Nguyệt. Bên trong cơ quan đường nhanh chóng ồn ào xôn xao. Tất cả đệ tử của khu trong đều tập trung lại, nhưng đệ tử ngoại môn khác cũng nhanh chóng hóng hớt tin tức, ai ai cũng đều kích động không thôi. Cái tên kiếm nô này, rốt cuộc muốn nói gì thì nói mau đi, Hàm Nguyệt còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Vẻ mặt Vương Ninh lập tức thay đổi, cơn giận trong lòng âm thầm bùng nổ, hắn ta lập tức quát to. Lâm Nhất vẫn không thèm đếm xỉa tới hắn ta, chỉ nhìn Tô Hàm Nguyệt và hỏi, cảm ơn Tô Sư Tỷ đã chăm sóc ta suốt 2 năm vừa qua, mỗi một lần Tô Sư Tỷ ban thưởng, Lâm Nhất đều nhớ kỹ trong lòng. Tô Hàm Nguyệt vẫn bình tĩnh nhìn Lâm Nhất, không hề lên tiếng. Nên nói gì bây giờ? Thấy gương mặt không chút thay đổi nào của Tô Hàm Nguyệt, trong lòng Lâm Nhất đột nhiên có cảm xúc đắng chát, có lẽ đó chỉ là những điều nhỏ nhặt không hề đáng kể trong mắt Tô Hàm Nguyệt mà thôi. Nhưng nguyên chủ vẫn nhớ mãi không quên, ngay cả khi chết cũng vương vấn chấp niệm. Còn Tô Hàm Nguyệt vốn dĩ không hề đặt chúng trong lòng. Ngay cả khi hắn đã đường đường chính chính lấy thân phận đệ tử nội môn mà đứng đối diện nàng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Thôi vậy. Cứ để thiên nguyên đan lại rồi đi thôi. Thế nhưng, vào cái hôm bị cả phòng tạp dịch xa lánh năm ấy, đứng dưới cơn mưa rào giữa đêm khuya, bị đuổi đi trong cô độc và bất lực, cùng với sự đau đớn và nỗi hoảng sợ khi bị khắc dấu ấn kiếm nô lên trán. Không thể thế được. Vẻ mặt Lâm Nhất nhanh chóng trở nên kiên định, trong mắt không còn thấy đâu nét do dự, hắn nghiêm túc nói, ân tình của Tô Sư Tỷ, Lâm Nhất thực sự khắc ghi trong lòng, chưa một phút giây nào quên. Ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý, trời nắng, lần đầu tiên sư tỷ bảo ta để bảo dưỡng bội kiếm, hôm đó, tỷ mặc một chiếc váy dài màu tím, nét mặt vội vã. Ta không dám thất lễ, sau khi chú tâm lau rửa bội kiếm liền tự tay giao kiếm cho tỷ, rồi tỷ thưởng cho 3 năm viên dưỡng thân đan. Chương 133 dường như đang đè nén điều gì. Dường như lúc này, nguyên chủ đã chết đang đứng sau lưng Lâm Nhất, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng mà khẽ khàng nỉ non. Ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý, hôm đó trời đầy mây. Cơn mưa lúc đầu lất phất nên có vẻ sư tỷ đã quên mang theo ô, cuối cùng bị mưa rơi khắp người.
Ta dồn hết dũng khí trở về căn nhà gỗ của mình để lấy ô, nhưng lúc bước ra ngoài thì đã không nhìn thấy sư tỷ đâu nữa rồi. Ngày mùng 6 tháng 10 năm Canh Tý, hôm đó thật lạnh, gió thu thổi qua khiến ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng khi nhìn thấy sư tỷ tới, trong lòng ta bỗng thấy dường như trời nắng lên rồi. Cho đến 3 ngày sau đó sư tỷ tới lấy kiếm, rồi thưởng cho ta 100 lượng vàng, bảo ta xuống núi mua thêm vài bộ quần áo. Đó là lần đầu tiên sư tỷ nói với ta nhiều lời tới vậy. Ngày 15 tháng 11 năm Canh Tý, hôm ấy trời đổ tuyết lớn. Có lẽ vì tuyết rơi nên dường như ta cũng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt sư tỷ. Hoặc cũng có thể là ta nhớ nhầm, nhưng ta nghĩ chắc là không sai đâu, hôm đó sư tỷ thật sự đã mỉm cười. Từ đó về sau ta đều hy vọng mỗi ngày tuyết rơi sư tỷ đều mỉm cười như thế, cười nhiều chút mới tốt, càng nhiều thì càng tốt. Nguyên chủ cứ thế nói không ngừng, dường như lúc này đây hắn đang đứng sau lưng Lâm Nhất, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Chẳng biết từ bao giờ mà đôi mắt Lâm Nhất đã dần nhòe lệ. Một người khóc một người cười, biết bao chuyện cũ đều lần lượt được Lâm Nhất kể lại một lượt. Nguyên chủ không chỉ nhớ rõ mỗi một lần Tô Hàm Nguyệt thưởng đồ cho mình, mà ngay cả tiết trời, bộ đồ nàng mặc, cũng như từng cử chỉ nét mặt của nàng vào những ngày đó, hắn đều khắc ghi trong lòng. Những tiếng cười đùa châm chọc Lâm Nhất lúc đầu trong cơ quan đường dần dần biến mất. Giờ phút này, bầu không khí nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của một mình Lâm Nhất. Nghe thấy từng câu từng chữ mà hắn nói với Tô Hàm Nguyệt. Tháng 7 năm nay, sư tỷ lại tới, nhưng đã khác hoàn toàn trước kia. Sắc mặt sư tỷ không hề thay đổi, nhưng ta vẫn nhận ra dường như sư tỷ có tâm sự, nhiều lần muốn hỏi tỷ một câu. Đủ rồi. Nhưng đúng lúc này, Tô Hàm Nguyệt mặt không đổi sắc lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Lâm Nhất. Trên khuôn mặt lạnh lùng đó nhanh chóng biến ảo, dường như đang đè nén điều gì. Sắc mặt của nàng đã tốt hơn vẻ tái nhợt thấy rõ trước đó. Tô Hàm Nguyệt trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Chương 134 thanh toán xong. Lâm Nhất bị cắt ngang chợt như tỉnh cơn mê, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, thấy Tô Hàm Nguyệt dường như có vẻ hơi tức giận. Lâm Nhất cười khổ nói, ta chỉ muốn nói, những phần thưởng mà sư tỷ ban tặng, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, suốt đời khó quên. Hôm nay ta tới để trả ơn, viên thiên nguyên đan này ta đã tốn 4 vạn miếng linh thạch hạ phẩm mới mua được, mong sư tỷ hãy nhận lấy, những ân tình ngày trước tới đây coi như đã thanh toán xong. Xôn xao. Vừa dứt lời, nhiệt độ trong cơ quan đường như thể đột ngột giảm mạnh, như có gió lạnh thổi tới khắp nơi. Cảm giác lạnh như băng xâm nhập vào tận xương tủy mỗi người, khiến người ta tự nhiên lạnh run lên. Thanh toán xong. Chỉ thấy sắc mặt Tô Hàm Nguyệt tái mét, lộ ra ý cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta thấu cốt lạnh tâm chứ không cảm nhận được một tia ấm áp nào. Dung nhan tuyệt thế của nàng trở nên tái nhợt, cười nhưng lại khiến người ta đau lòng. Tô Hàm Nguyệt nhận lấy bình ngọc, thu lại nụ cười, trên mặt chỉ còn lại sự băng lãnh vô tận, lạnh lùng đến mức khiến người ta không rét mà run. Khí chất cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, tuyệt đại tao nhã một lần nữa lại xuất hiện trên mặt nàng. Cảm xúc của nàng tựa hồ cực kỳ không ổn định, sắc mặt trắng bệch đến mức đáng sợ, nhìn về phía Lâm Nhất nhà từng chữ nói, ta rất ít khi tặng người khác đồ, nhưng đồ đã cho đi rồi trước nay chưa từng có ai dám trả lại ta, chưa từng có ai. Lâm Nhất, ngươi là người đầu tiên. 3. Viên thiên nguyên đan giá trị 4 vạn miếng linh thạch hạ phẩm này là thứ mà vô số trưởng lão tông môn trong nước thiên thủy đều tha thiết mơ ước. Vậy mà đặt vào tay Tô Hàm Nguyệt lại bị nàng nghiền nát. Âm thanh chói tai kết hợp với thần sắc băng lãnh cao ngạo trên gương mặt nàng khiến người khác cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tên kiếm nô nhà ngươi, vừa được lên làm đệ tử nội môn đã vuốt mặt không nể mũi, khiến Hàm Nguyệt tức giận, ta thấy ngươi chán sống rồi. Vương Ninh bên cạnh sớm đã khó chịu. Kìm nén cục tức trong lòng đã lâu, sau khi thấy Tô Hàm Nguyệt tức giận. Cũng lập tức nổi cơn tam bành, định chuẩn bị ra tay với Lâm Nhất ngay tại đó. Hiu. Nhưng tay của hắn vừa mới chạm lên chuôi kiếm thì thấy hàn quang lóe lên, trên cổ hắn đã xuất hiện một vết máu. Vết máu rất nông, nông đến mức Vương Ninh còn không cảm nhận được chút đau đớn nào. Chương 135 hồi quang lưu ảnh. Nhưng rõ ràng người ra tay đã cố ý nương tay. Muốn khiến hắn ta chết thì đối phương chỉ cần thoáng thêm chút lực nữa là xong. Lực khống chế chính xác như vậy cho thấy người ra tay có thực lực khủng bố. Keng. Tô Hàm Nguyệt tra kiếm vào vỏ,
trên người toát ra sát khí khủng khiếp, lạnh lùng nói, ta cho ngươi đụng vào hắn sao? Vô dụng. Trước mắt, Vương Ninh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, thật sự cho rằng Tô Hàm Nguyệt dây tiếp theo có thể lập tức giết chết hắn. Nhưng cảm xúc của Tô Hàm Nguyệt có vẻ như rất bất ổn. Sau khi để lại câu nói này xong, nhìn Lâm Nhất một cái thật sâu rồi quay người rời đi. Lâm Nhất có chút ngỡ ngàng quay người đuổi theo hai bước thì phát hiện ra Tô Hàm Nguyệt lóe lên vài cái đã rời đi rồi. Tên súc sinh, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Thấy Tô Hàm Nguyệt rời đi, sự tức giận vừa nãy do sợ quá mà phải kiềm lại của Vương Ninh lần nữa bạo phát gấp đôi. Không chút báo trước bèn xuất kiếm giết về phía Lâm Nhất. Trong lòng Lâm Nhất trầm xuống, sắc mặt âm hàn. Tụ kiếm thành phong. Hắn nắm Táng Hoa kiếm trong lòng bàn tay, chống xuống đất rồi bay lên xoay tròn. Nội kình nồng hậu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển vào thân kiếm, cuồng phong lập tức đại khởi. Kiếm thế khủng bố khiếp người bạo phát trên người Lâm Nhất, khoảnh khắc quay người lại đó đã mạnh mẽ đâm kiếm ra. Keng. Chỉ thấy lóe lên một cái, Táng Hoa kiếm ra khỏi vỏ, vọt tới trước ngực Vương Ninh đang xông tới với thế như sét đánh. Khục khục. Xương sườn trước ngực Vương Ninh đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng chấn thương. Đau đớn đến mức ngũ quan méo mó, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Cả người bị đánh bay, thê thảm vô cùng. Vương Sư Huynh. Những đệ tử nội môn bình thường hay giao du với Vương Ninh, thấy hắn là như thấy thiên lôi sai gì làm nấy, thất kinh hô lớn lên. Tên kiếm nô, người thật kiêu căng ngạo mạn. Sáu tên đệ tử nội môn trong lúc tức giận đã cùng lúc lao về phía Lâm Nhất, bay lên cao đánh tới. Hồi quang lưu ảnh. Thần sắc Lâm Nhất lạnh lùng, vỏ kiếm bay tung ra, để lộ thân kiếm nhìn như nước mắt mùa thu của giai nhân. Nhân lúc kiếm thế tụ kiếm thành phong vẫn chưa tiêu tan, người múa theo kiếm tung hoành giữa không trung, trong khoảnh khắc một hơi thở, trong không trung đã lưu lại tám đạo tàn ảnh, nhạy bén giống như tia chớp lưu động. Đến khi hắn đáp xuống đất, trở tay một kiếm, thân kiếm không kém một ly chui thẳng vào trong vỏ vẫn còn đang ở trên không trung. Bịch bịch. Sáu tên đệ tử kêu thảm không ngừng, máu từ vết thương do kiếm trên người chảy ra như suối, giống như sáu đóa huyết hoa nở rộ. Lướt sang nhìn Vương Ninh ngã vật xuống không đứng dậy nổi phía xa kia thì thấy đang sợ hãi không ngừng lùi về sau. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý đến hắn ta nữa. Quay người bước nhanh rời khỏi cơ quan đường, đệ tử xung quanh lần lượt nhường đường, không dám ngăn cản. Vừa ra khỏi cửa lớn cơ quan đường, Lâm Nhất nhìn thấy một vũng máu lớn trên bậc thang. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ra chạm vào. Vết máu vẫn chưa khô, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Dường như chỉ mới vừa nãy, có người vịn vào cửa, phun ra vũng máu tươi này. Chương 136 lẽ nào ta đã hiểu lầm nàng. Vết máu trên đất đỏ thấm một vùng. Tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ, làm cho người ta dễ dàng liên tưởng đến Tô Hàm Nguyệt. Sắc mặt Lâm Nhất có chút hoang mang, thái độ của Tô Hàm Nguyệt khiến trong lòng hắn dấy lên rất nhiều nghi vấn. Đối phương vẫn luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng tuyết, căn bản không chút để ý tới nguyên chủ. Nhưng tại sao nàng lại tức giận như vậy, thậm chí vì ra tay giúp Lâm Nhất mà suýt chút nữa đã giết cả Vương Ninh. Câu nói đó, ta cho phép ngươi động vào hắn sao? Vô dụng. Càng khiến Lâm Nhất không thể nào hiểu được. Lẽ nào ta đã hiểu lầm nàng? Lần gặp mặt đầu tiên, đối phương rút khăn tay ra lau vỏ kiếm, để lại cho hắn ấn tượng không tốt thậm chí còn phản cảm. Vì vậy mới khiến hắn cánh cánh trong lòng, tạo thành ấn tượng sâu đậm trong cách nhìn nhận về Tô Hàm Nguyệt. Lâm Nhất nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng có liên quan tới Tô Hàm Nguyệt. Từng cảnh hiện lên nhưng lại không có nhiều manh mối lắm. Mỗi lần Tô Hàm Nguyệt đến đều là lấy kiếm. Ban thưởng xong thì lại nhanh chóng rời đi. Trên dung nhan của nàng tuyệt đối không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc, càng không đoán được tâm tư của nàng. Càng nghĩ, ta chắc chắn là đã quên mất gì đó rồi. Lâm Nhất có chút đau đớn ôm lấy đầu, liều mạng hồi tưởng lại, cảm giác đầu óc giống như sắp nổ tung vậy. Xoát! Trong đầu hắn xuất hiện một cảnh tượng, đó là gương mặt của Tô Hàm Nguyệt. Tô Hàm Nguyệt đang cười. Nụ cười đó không phải là nụ cười lạnh lùng như vừa nãy, mà là một cảm giác vui mừng toát ra từ nội tâm. Nàng đang nâng gương mặt của nguyên chủ, có chút vui mừng mà khóc. Hoàn cảnh xung quanh mờ nhạt, loáng thoáng hình như là ở trong phòng tẩy kiếm.
nhưng hình ảnh đó chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt, bất luận hắn cố gắng nhớ lại thế nào cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 137 chỉ có một mình Lâm Nhất. Nghĩ không thông, Tô Hàm Nguyệt tại sao lại vui mừng đến mức bật khóc như vậy? Chỉ có gương mặt tươi cười đó là khiến người ta khó mà quên được, không ngờ khi Tô Hàm Nguyệt cười lên lại đẹp đến nhường đó. Rốt cuộc ta đã quên điều gì? Lâm Nhất tuyệt vọng mở chừng hai mắt, ngoài gương mặt tươi cười đó ra thì không nhớ lại được bất cứ chuyện gì khác. Đủ loại dấu hiệu khiến hắn cảm giác có gì đó kỳ lạ. Ký ức của nguyên chủ dường như có một đoạn bị phong ấn rồi. Trong lòng Lâm Nhất có dự cảm, những bí ẩn này đều có liên quan đến đoạn ký ức bị phong ấn đó. Đáng ghét. Bịch bịch. Lâm Nhất căm hận không thôi, hung hăng đánh một quyền lên tường. Nếu như tất cả thật sự là như vậy, vậy thì Tô Hàm Nguyệt trước nay chưa từng coi thường Lâm Nhất. Không nói đến thâm tình thực ý, nhưng ít nhất trong lòng Tô Hàm Nguyệt, nguyên chủ cũng có chút trọng lượng. Tại sao ta lại ngốc như vậy? Tô Hàm Nguyệt trước nay chưa từng ban thưởng đan dược cho bất cứ kẻ nào trong Thanh Vân môn này. Chỉ có một mình Lâm Nhất. Nhưng nếu thật sự nàng có ý thì tại sao trước nay chưa từng biểu hiện ra dù chỉ tí tẹo? Trên người nàng rốt cuộc đang ẩn giấu điều khó nói gì? Không được, ta nhất định phải hỏi cho rõ. Lâm Nhất lúc này ngập tràn áy náy, không nói một lời chỉ điên cuồng chạy đi. Lại nghĩ tới vũng máu trước cửa. Nghĩ tới biểu cảm cực kỳ bất ổn lúc trước của Tô Hàm Nguyệt, trong lòng Lâm Nhất xuất hiện tia lo âu. Hắn chạy khắp Thanh Vân Môn, gặp ai cũng hỏi có gặp Tô Hàm Nguyệt không. Từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối, mệt đến mức miệng lưỡi khô khan, nhưng vẫn không tìm kiếm được gì. Với năng lực của Tô Hàm Nguyệt mà muốn trốn tránh một người thì thực sự quá dễ dàng. Công cốc trở về nhà gỗ, thần sắc Lâm Nhất mệt mỏi, mặt xám ngoét như tro tàn. Trầm mặc không nói, tự nhốt mình lại. Lần đóng cửa này liền một mạch đúng 3 ngày trời, không ăn không uống, không nói không rằng. Chương 138 ngươi không biết thật ư. Nhưng điều khiến Lâm Nhất cảm thấy kỳ lạ là cho dù 3 ngày không tu luyện thì tu vi của hắn vẫn đang vững bước gia tăng. 3. Cửa của căn nhà gỗ bị đẩy mạnh ra, sau 3 ngày cuối cùng Lâm Nhất cũng gặp người đầu tiên. Khẽ nhướn mày, hóa ra lại là Trương Hàn tìm đến. Trương Hàn nhìn thấy Lâm Nhất, cười nhẹ nói, he he, nghe nói ngươi đã tỏ tình với Tô Hàm Nguyệt rồi, kết quả lại khiến đối phương tức giận mà bỏ chạy à. Trong lòng Lâm Nhất không chút gợn sóng, vốn không muốn để ý đến Trương Hàn. Nhưng nhớ đến một chuyện bèn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nói, 3 ngày trước, ánh mắt ngươi nhìn ta rất cổ quái, lúc đó ta không nghĩ nhiều, giờ ngươi nói cho ta biết, hôm đó sau khi ta bất tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi không biết thật ư? Trương Hàn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, tỏ ra vẻ không thể tin nổi. Lâm Nhất giật thót tim, nhẹ giọng nói đi, ta thật sự không biết. Trương Hàn thở dài một hơi, trầm giọng nói, cái tên này, không biết phúc khí được tu luyện từ đâu mà có. Hôm đó ngươi bị trọng thương mà vẫn thi triển võ kỹ tiên thiên, lúc ngã xuống có thể nói là mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như ngã vỡ đầu thì với tình trạng suy yếu của ngươi lúc đó, ta đoán chừng sẽ chết ngay tại chỗ. Ngươi không biết tình hình lúc đó loạn đến mức nào đâu, khiến cả tông chủ và rất nhiều trưởng lão phải lần lượt ra tay. Nhưng bọn họ đều chậm mất một bước, ngươi biết là ai đã cứu ngươi không? Ai? Trương Hàn hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó rồi nói, là Tô Hàm Nguyệt, thật sự không ai ngờ được, người đầu tiên hạ xuống võ đài lại là Tô Hàm Nguyệt. Trong lúc then chốt tỷ ấy đã không để ngươi ngã thẳng xuống đất. Khụ khụ. Ngươi không biết chứ, hôm đó lúc Tô Hàm Nguyệt đặt ngươi gối đầu lên chân, cho ngươi nuốt đan dược, trên dưới cả tông môn, bao gồm cả mấy vị trưởng lão, thậm chí cả tông chủ Bạch Thiên Minh cũng đều nhìn đến ngây ngốc. Trong đầu Lâm Nhất nổ tung một tiếng, người cứu hắn ngày hôm đó lại chính là Tô Hàm Nguyệt. Tỷ ấy ôm ngươi đặt lên đầu gối, lúc đó ta nhìn thấy rất rõ ràng sự lo lắng trên gương mặt tỷ ấy không phải là giả. Nhưng điều kinh khủng hơn đó là thần sắc khi tỷ ấy nhìn về phía Mã Thiên Nhất. Ánh mắt đó. Nụ cười trên gương mặt Trương Hàn dần dần biến mất, nghiêm mặt nói. Chương 139 vậy ta đi trước nhé. Tỷ ấy rất không cam tâm nhìn Mã Thiên Nhất một cái, sau đó dùng thân pháp đưa ngươi đi. Ta tin cảnh tượng ngày hôm đó bất kể là những người đã tận mắt chứng kiến thì đều không thể quên được. Lâm Nhất dương mắt đờ đẫn, hoàn toàn không dám tin những gì Trương Hàn nói. Nhưng lại không thể không tin.
Trương Hàn căn bản không có lý do gì phải lừa hắn. Vậy băng bó trên người ta cũng là do tỷ ấy làm cho ta ư? Lâm Nhất nhìn về phía Trương Hàn hỏi. Trương Hàn sắc mặt cả kinh, vội vàng nói, đương nhiên là tỷ ấy rồi, mẹ ơi. Chẳng lẽ trước đó ngươi tưởng rằng là ta băng bó cho ngươi ư, cái này ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thấy bản thân hình như có chút phản ứng thái quá, Trương Hàn chậm lại nói chính là tỷ ấy. Thiếu môn chủ lo lắng cho thương thế của ngươi, sau khi dặn dò thì ta cũng tới mấy lần. Lần nào tới cũng thấy Tô Hàm Nguyệt ở đó, băng bó trên người của ngươi ít nhất cũng thay 2 lần, có lẽ đều là do tỷ ấy tận tay băng cho ngươi. Sau khi ta xác định tỷ ấy rời đi rồi mới mở cửa đi vào, bằng không ta cũng khó xử lắm. Trương Hàn sờ sờ mặt, khó hiểu nói, đúng là nhân khí giữa người với người không giống nhau, khắp cả trên dưới tông môn này có không biết bao nhiêu người thích Tô Hàm Nguyệt, thế mà tỷ ấy lại cứ một mực thích ngươi. Ngươi nói ta, 3 ngày nay có tin tức gì của tỷ ấy không? Lâm Nhất thấy Trương Hàn lại bắt đầu tự luyến nên vội vàng ngắt ngang đối phương. Trương Hàn lắc đầu nói, không có, đúng rồi, suýt chút nữa là quên nói với ngươi chuyện chính, thiếu môn chủ bảo ngươi ngày mai hãy đến đại điện tông môn, nhớ nhất định phải tới đó. Có chuyện gì vậy? Thiếu môn chủ của Cuồng Đao môn mang người tới luận bàn, hữu nghị, bảo ngươi đến quan sát một phen. Nếu cần thiết thì chưa biết chừng sẽ cho ngươi ra tay. Ấn tượng của Lâm Nhất với thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm vẫn luôn khá tốt, đáp lời nói, gửi lời tới thiếu môn chủ, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Vậy ta đi trước nhé. Sau khi Trương Hàn rời đi, thần sắc Lâm Nhất dần dần lại suy sụp. Lời Trương Hàn nói không nghi ngờ gì lại chứng minh thêm suy đoán trước đó của bản thân hắn là đúng. Nghĩ đến chuyện mình làm 3 ngày trước, tặng 1 viên thiên nguyên đan, trả lại gấp 10 lần, coi như thanh toán xong xuôi. Lời nói lúc đó cảm giác không có gì, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là tổn thương người khác biết bao. Chương 140 tụ kiếm thành sông, tuôn trào như gió. Chẳng trách Tô Hàm Nguyệt lại tức giận như vậy, thậm chí còn tức đến mức cảm xúc bất ổn. Bây giờ Lâm Nhất nghĩ đến tu vi của bản thân vẫn đang tăng trưởng kỳ lạ. Có khả năng liên quan đến viên đan dược ngày hôm đó Tô Hàm Nguyệt cho hắn nuốt trên đài đấu võ, bằng không thì chẳng còn cách giải thích nào khác. Không ngủ liền 3 ngày, Lâm Nhất cảm thấy sự mệt mỏi vô tận kéo tới, khoảnh khắc vừa nhắm mắt lại là đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khi hắn mở mắt ra thì sắc trời đã tối đen lại rồi. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu rọi vào trong căn nhà gỗ đơn sơ, khắp mặt đất là sương trắng. Đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, trên bầu trời ánh trăng sáng sực, khiến những vì sao trở nên mờ ảo. Lâm Nhất đứng dưới ánh trăng sáng, ôm Táng Hoa kiếm trong lòng. Có chút phiền muộn. Sưu. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp mặc trường bào trắng như tuyết, lăng không xuất hiện, nàng như choàng lên người ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, giống như từ trên trời hạ xuống vậy. Nữ tử áo trắng trên trời đó đeo màng che mặt, đột nhiên đâm tới một kiếm. Lâm Nhất nhướng mày, lập tức nhận ra đây chính là Lưu Phong kiếm pháp. Sưu. Kiếm quang chớp mắt liền tới, không kịp suy nghĩ. Lâm Nhất rút kiếm nghênh chiến. Vừa giao thủ, Lâm Nhất lập tức kinh hãi không thôi. Đối phương không những nắm vững Lưu Phong kiếm pháp mà trình độ còn không hề thấp hơn hắn, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn hắn một chút. Ngươi là ai? Cách một lớp màng che mặt, Lâm Nhất không thể xác định được thân phận của đối phương. Đối phương không đáp lời, kiếm trong tay chém ra chỉ càng sắc bén hơn, khiến hắn không thể nói chuyện được nữa. Tụ kiếm thành sông. Tuôn trào như gió. Ánh trăng như nước, tưới đẫm mặt đất, phủ thêm một tầng ôn hòa và rực rỡ lên người của cả hai. Hai người dùng Lưu Phong kiếm pháp đối chiến, người múa theo kiếm, bay lên bay xuống, ánh kiếm sáng quắc. Chương 141 Phong qua vô ngấn. Càng giao thủ thì Lâm Nhất càng ngạc nhiên, trình độ kiếm đạo của đối phương có chút mạnh đến đáng sợ. Hắn buộc phải dốc toàn lực ứng phó, thậm chí còn phải phát huy hơn bình thường mới có thể đỡ được kiếm thế của đối phương. Nhưng điều khiến hắn thật sự nghi ngờ đó là, nữ tử áo trắng không hề có sát ý, ngược lại còn giống như đang hướng dẫn cho hắn. Chỉ chốc lát, hai người đã đấu hơn 10 chiêu Lưu Phong kiếm pháp. Tụ kiếm thành phong. Tụ kiếm thành phong. Hai người đắm chìm trong ánh trăng, cùng lúc thi triển ra chiêu thức tụ kiếm thành phong. Cuồng phong nổi lên, thân kiếm điên cuồng xoay tròn, khuấy động ánh trăng ngập trời, tựa như có hoa tuyết vô tận đang tung bay. Hồi quang lưu ảnh.
hồi quang lưu ảnh. Cùng với thi triển sát chiêu, kiếm thế trên người hai người đều tăng lên đến mức cực kỳ đáng sợ. Keng keng keng. Hai người trong không trung lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh, hai kiếm chạm nhau, bạo phát ra âm thanh giòn vang không dứt bên tai. Phong qua vô ngấn. Kiếm thế của nữ tử áo trắng không dừng, một kiếm trở lại bèn xuất ra sát chiêu cuối cùng của Lưu Phong kiếm pháp. Giống như nước chảy đến kênh lớn, Lâm Nhất trên không trung vọt tới, cũng chém ra phong qua vô ngấn nhất thức. Xôn xao. Dưới bầu trời tràn ngập ánh trăng, thân ảnh của hai người dường như cùng lúc biến mất không thấy đâu. Chỉ thấy hai đạo kiếm phong giao thoa vào nhau mà tới. Trong khoảnh khắc giao nhau đó, song kiếm chạm vào nhau, bạo phát ra kiếm quang rực rỡ sáng chói. Nhất thời, kiếm quang tựa như còn sáng hơn cả ánh trăng, chiếu sáng màn đêm đen tối bao phủ khắp nơi. Hai người vốn biến mất đã hiện thân trong ánh sáng chói lọi này. Toàn thân Lâm Nhất khoan khoái, đầm đìa mồ hôi, trên người hắn có kiếm thế đáng sợ, vẫn chưa tiêu tán hết dư uy. Chương 142 cẩn thận với Vương Ninh. Quay đầu nhìn lại, thì thấy màng che mặt của nữ tử áo trắng bị kiếm phong hồi nãy thổi rớt xuống. Dưới ánh trăng hiện lên gương mặt quen thuộc, Lâm Nhất kinh ngạc kêu lên, sư tỷ. Dung nhan tuyệt thế đó dường như khiến ánh trăng cũng phải trở nên ảm đạm hơn nhiều. Không phải là Tô Hàm Nguyệt thì còn là ai nữa? Lâm Nhất vội vàng bước lên trước. Nhưng Tô Hàm Nguyệt lại lăng không bay lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, rồi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Nàng nhân lúc ánh trăng lên cao mà đến, không nói một lời lại rời đi trong ánh trăng mờ mịt. Bốn phía không người, một mảng tĩnh mịch, xung quanh một chút dấu vết cũng không còn tồn tại. Trong màn đêm vô tận, chỉ có ánh trăng trên trời cao là chứng kiến được sự viếng thăm của nàng, rồi lại chứng kiến nàng đi xa. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Lâm Nhất có hơi bất đắc dĩ. Tô Hàm Nguyệt phải đi, hắn thật sự không giữ nàng được. Còn với những khúc mắc trong lòng, nếu đối không nói thì hắn cũng khó mà hiểu được. Chuyện xảy ra giữa bọn họ sẽ khiến Lâm Nhất cảm thấy rối rắm trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Tô Hàm Nguyệt thì có lẽ nàng cũng không quá để tâm. Nhìn thoáng qua, Lâm Nhất chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã có thêm mấy chữ. Cẩn thận với Vương Ninh, sau này còn gặp lại. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, đây hẳn là chữ do Tô Hàm Nguyệt để lại, bởi vì nó được viết bởi lực do kiếm tạo thành trong chiến đấu. Thực lực của Tô Hàm Nguyệt mạnh đến mức nào vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Cẩn thận với Vương Ninh. Vương Ninh có gì mà phải cẩn thận, cùng lắm hắn ta chỉ là một kẻ theo đuổi Tô Hàm Nguyệt, Lâm Nhất chưa từng để tâm đến hắn ta. Trái lại câu phía sau sau này còn gặp lại thật sự khiến Lâm Nhất cảm thấy khó hiểu. Tô Hàm Nguyệt sắp đi rồi ư. Không biết vì sao khi thấy bốn chữ này, Lâm Nhất không cảm thấy quá kinh ngạc. Dường như từ tận đáy lòng của hắn, người như Tô Hàm Nguyệt vốn không thuộc về nơi này. Nàng chỉ trở về nơi mà nàng thuộc về. Nhưng ngày sau còn có thể gặp lại ư. Thanh Vân Môn, phòng tẩy kiếm. Dưới bóng đêm, một bóng người lẳng lặng rơi xuống, trong phòng, Hồng Lão từ từ bước ra. Lão giả này là người đã đưa cho Lâm Nhất cuộn tranh, khi nhìn thấy người đến, ông ta không hề kinh ngạc, mà trầm giọng nói, sau đêm nay, hàn độc trong cơ thể ngươi có lẽ sẽ được loại trừ toàn bộ, cũng đến lúc đi rồi. Chủ nhân của cái bóng kia chính là Tô Hàm Nguyệt, người vừa giao thủ với Lâm Nhất. Nàng khẽ gật đầu, không lên tiếng mà trực tiếp bước vào phòng tẩy kiếm. Người tu luyện đế nữ tâm kinh một khi động tình thì ắt sẽ bị tổn thương, tình càng sâu, thương càng nặng, xem ra lời đồn này không giả. Chương 143 là do nàng lưu lại ư. Hồng Lão nhìn theo bóng lưng Tô Hàm Nguyệt, trong lời nói mang theo ẩn ý. Nghe vậy, bước chân Tô Hàm Nguyệt hơi khựng lại, trầm ngâm nói, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, năm đó, ông lấy đi một thứ trong đế cung. Đừng tưởng rằng trốn đến đây sẽ không bị ai phát hiện, vẫn nên đi sớm một chút đi. Ha ha, lão già này đã sớm xem nhẹ sinh tử, ngươi không cần quan tâm ta. Vẻ mặt Hoàng Lão thoáng thay đổi, nhưng rồi ông ta lại bật cười, khẽ nói. Kẹt. Cửa phòng tẩy kiếm mở ra rồi đóng lại trong chớp mắt, y phục trên người Tô Hàm Nguyệt lần lượt rơi xuống, nàng bước vào ao băng bên trong phòng tẩy kiếm. Tô Hàm Nguyệt trên người không có một mảnh vải. Để lộ đường cong cơ thể hoàn mỹ, như ẩn như hiện trong ao băng. Nàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển đế nữ tâm kinh.
víu. Trên 9 tầng trời chi chít những ngôi sao, trải dài vô cùng vô tận. Ngay phía trên phòng tẩy kiếm, có một ngôi sao màu đỏ thẫm dường như đã bị thứ gì đó dẫn dắt. Ánh sao lấp lánh xuyên thấu qua mái ngói được chạm khắc hoa văn tinh xảo, hóa thành những đốm lửa nhỏ trốn vào cơ thể Tô Hàm Nguyệt. Xèo xèo. Khí lạnh trong ao lập tức lan ra bốn phía, lạnh lẽo đến thấu xương, từng sợi khí nhanh chóng lan tràn khắp mặt hồ. Khí lạnh trong ao từng khiến Lâm Nhất tò mò hóa ra lại được tạo thành như vậy. Bên ngoài phòng tẩy kiếm. Hồng Lão ngước nhìn trời sao, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, đường đường là nữ đế tương lai, vậy mà lại động lòng vì một tên kiếm nô nhỏ bé, một chữ tình này quả thật khó mà lý giải. Hai, trong khi tên tiểu tử ngốc kia lại không hay biết gì cả, không biết đó là phúc hay là họa nữa. Nửa đêm canh ba. Từ trong phòng tẩy kiếm, Tô Hàm Nguyệt phá không mà ra, rơi xuống bên ngoài nhà gỗ của Lâm Nhất. Nàng nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được hắn đang ngủ say. Tô Hàm Nguyệt giật xuống một sợi tóc, cong tay búng ra. Sợi tóc phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt lặng lẽ bay vào phòng, quấn quanh ngón út của Lâm Nhất. Khò khò. Xong việc, Tô Hàm Nguyệt cũng không còn lưu luyến, quay người nhẹ lướt đi. Trong bóng đêm, một mình nàng rời khỏi Thanh Vân Môn. Hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng làm Lâm Nhất bừng tỉnh. Tinh thần hắn phấn khởi, giữa hai đầu lông mày ẩn chứa một chút sắc bén. Trận chiến đêm qua cùng Tô Hàm Nguyệt không chỉ giúp Lưu Phong kiếm pháp của hắn đạt đến cảnh giới viên mãn mà khó ai có thể tưởng tượng nổi, hơn thế nữa, đối với kiếm đạo, hắn càng ngộ ra nhiều điều hơn. Lúc đứng dậy, Lâm Nhất liền nhận ra trên ngón út có một sợi tóc quấn quanh. Là do nàng lưu lại ư? Chương 144 đều là cảnh giới võ đạo tầng 8. Nhớ đến chuyện đã đồng ý với Trương Hàn ngày hôm qua, Lâm Nhất liền đi đến đại điện của tông môn. Trong nước Thiên Thủy có tứ đại tông môn, bao gồm Cuồng Đao môn, Thanh Vân môn, Tử Viêm môn và Huyền Dương môn. Tứ đại tông môn khống chế Thiên Thủy quốc, thực lực đều ngang tầm nhau, mấy năm gần đây, Thanh Vân môn có hơi vượt trội một chút. Tuy nhiên, Tử Viêm môn lại đuổi theo rất xích sao, Cuồng Đao môn cũng có căn cơ vững chắc, chỉ có Huyền Dương môn là khá khiêm tốn. Lâm Nhất vẫn luôn tò mò về thực lực của đệ tử Cuồng Đao môn cùng thế hệ với hắn. Hôm nay chắc chắn thiếu môn chủ Cuồng Đao môn sẽ dẫn theo không ít tinh anh của nội môn, vừa khéo, hắn nên đến quan sát kỹ một phen. Khi Lâm Nhất đến đại điện, các đệ tử nội môn đều đã có mặt. Tuy nhiên, hắn có hơi ngạc nhiên vì không thấy hai người Hồ Tử Phong và Vương Ninh. Lâm Nhất bước lên chắp tay nói, bái kiến thiếu môn chủ. Bạch Vũ Phàm cười nói, bây giờ ngươi đã là đệ tử nội môn, không cần đa lễ. Nói xong, Lâm Nhất liền bước đến đứng cùng các đệ tử nội môn khác phía sau lưng Bạch Vũ Phàm. Khi thấy Lâm Nhất đến, các đệ tử nội môn không nhịn được liếc nhìn hắn. Hắn hiểu rõ nguyên do, đồng thời, cũng đưa mắt quan sát bọn họ một phen, vừa nhìn, Lâm Nhất liền cảm thấy kinh hãi. Tất cả người ở đây đều là đệ tử nội môn có thâm niên. Ngoại trừ hắn, những người khác ít nhất đều đã gia nhập nội môn được 2-3 năm. Tu vi thâm hậu, đều là cảnh giới võ đạo tầng 8. Khí thế vững trái, nhìn không ra sâu cạn. Xem ra thiếu môn chủ rất thận trọng đối với lần bái phỏng này của Cuồng Đao môn, Lâm Nhất thầm nghĩ, bằng không thì cũng không bày ra thế trận lớn như vậy. Ngoại trừ Hồ Tử Phong, gần như 10 cao thủ đứng đầu nội môn đều đã đến đông đủ. Chẳng mấy chốc, một đám người tiến vào đại điện dưới sự tiếp đón của trưởng lão trong môn. Người dẫn đầu phong thái hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Hắn bước đi thong dong, hào phóng, trên người tản ra khí thế sắc bén như đao, gương mặt mang theo tươi cười. Chương 145 Trương Diệp. Đây hẳn là thiếu môn chủ Cuồng Đao môn La Tinh. Lần bái phỏng này mục đích chính là để người cùng thế hệ luận bàn, thế nên sau khi dẫn người vào, trưởng lão đã lập tức rời đi. Thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm bước lên tiếp đón, La Huynh đã đi một quãng đường dài để đến đây, vất vả rồi. Không vấn đề. La Tinh cười khẽ, đồng thời hờ hững nhìn lướt qua một lượt các đệ tử nội môn đang đứng sau lưng Bạch Vũ Phàm. Mời ngồi. Sau khi La Tinh ngồi xuống, lập tức có người hầu bưng trà đến. Hắn khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt chung trà xuống bàn rồi nói, Bạch Vũ Phàm, chắc hắn ngươi cũng biết lần này ta đến có mục đích gì. Sắc mặt Bạch Vũ Phàm không hề thay đổi, đã biết.
La Tinh trầm giọng nói, vậy thì ta cũng không nhiều lời, còn nửa tháng nữa, tứ tông tranh tài sẽ được tổ chức tại thành Bạch Thủy. Không biết năm nay Thanh Vân Môn có còn giữ được danh hào đệ nhất tông Thiên Thủy Quốc hay không? Bạch Vũ Phàm cười nói, ngươi có thể thử. Nghe vậy, Lâm Nhất Thầm hiểu ra mọi chuyện, hóa ra thiếu môn chủ Cuồng Đao Môn đến là để dò xét thực lực của Thanh Vân Môn trước khi tứ tông tranh tài diễn ra. Bạch Vũ Phàm vừa dứt lời, lập tức có một người bước ra từ phía sau Lai Tinh, chắp tay nói, Cuồng Đao Môn Trương Diệp, nghe danh thiên tài Hồ Tử Phong của quý môn đã lâu, hôm nay đặc biệt đến để thỉnh giáo một phen. Trương Diệp. Tên nghe rất quen, Lâm Nhất ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã nhớ ra. Ngày đó, khi hắn chấp hành nhiệm vụ linh thạch trong khách sạn thành Bạch Thủy, đã được nghe rất nhiều võ giả giang hồ đề cập đến người này. Trương Diệp chính là nhân tài mới nổi của Cuồng Đao Môn, hắn ta phát triển cực nhanh, có rất nhiều tên hải tặc đã bỏ mạng dưới đao của hắn. Khó trách tên này lại dám chỉ mặt gọi tên, muốn khiêu chiến với Hồ Tử Phong. Hồ Tử Phong và hắn có thể xem như nhân tài mới xuất hiện trong nước Thiên Thủy, hai người đều có thực lực tiến vào tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy. Bạch Vũ Phàm lộ vẻ khó xử, trầm giọng nói, thật ngại quá, mấy ngày nay Hồ Sư Đệ đã bế quan, e là không thể đến được. Trương Diệp lơ đánh nhìn về phía Bạch Vũ Phàm, vậy cũng không sao, hay là thỉnh thiếu môn chủ đích thân ra tay, có được không? Nghe nói hai tháng trước, thiếu môn chủ đã thua trong tay Liễu Vân Phi chỉ với 10 chiêu, theo ta thấy, danh xưng tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của Thiên Thủy Quốc có hơi, hữu danh vô thực. Soạt. Lời này lập tức khiến toàn trường xôn xao, đệ tử nội môn Thanh Vân Môn đều lộ vẻ tức giận. Chương 146 đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng. Đúng là ngông cuồng. Một tên hậu bối lại dám không xem Bạch Vũ Phàm ra gì. Thiếu môn chủ Cuồng Đao Môn lộ vẻ nghiền ngẫm, khi thấy Trương Diệp khiêu khích Bạch Vũ Phàm, hắn ta hoàn toàn không có ý định kiềm hãm đệ tử nhà mình. Có lẽ hắn rất hiếu kỳ thực lực hiện tại của Bạch Vũ Phàm rốt cuộc đã đến trình độ như thế nào. Nếu quả thực đã giảm xuống thì đối với Cuồng Đao Môn, đó chính là một tin mừng. Ngông cuồng, ngươi còn chưa đủ tư cách để thiếu môn chủ của chúng ta ra tay. Có một đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn không kiềm được tức giận bước lên. Lâm Nhất hít mắt nhìn đệ tử vừa bước ra, người này tên là Phùng Đạo Vũ, là một đệ tử nội môn đã có thâm niên, đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng. Có thể nói hắn ta là một trong những đệ tử được tông môn chú trọng bồi dưỡng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, một tay kim cang quyền rất là xuất chúng. Kim cang quyền chính là võ kỹ cao đẳng trong tông môn, mạnh hơn mãnh hổ quyền rất nhiều. Nghe nói Phùng Đạo Vũ đã sớm luyện bộ quyền pháp này đến Đại Thành. Trước kia Lâm Nhất chỉ được nghe danh của người này, chưa từng có cơ hội thấy hắn ta ra tay, nói chính xác là rất ít khi nhìn thấy hắn ta. Phùng Sư Huynh, cho hắn biết như thế nào là lễ độ. Phùng Sư Huynh, dùng kim cang quyền của ngươi dạy dỗ hắn một trận, đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng. Thấy Phùng Đạo Vũ tiến lên, đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn sôi nổi cổ vũ cho hắn ta. Từ tận đáy lòng, Lâm Nhất thật sự cảm nhận được thứ cảm xúc mang tên cùng vinh cùng nhục với tông môn. Thiếu môn chủ Cuồng Đao Môn La Tinh sờ sờ cằm, mỉm cười nhìn về phía Bạch Vũ Phàm. Bạch huynh, nơi này là đại điện Thanh Vân Môn, múa đáo lộng thương cũng không hay. Ta thấy so quyền cước và trường pháp có lẽ sẽ tốt hơn, sau 10 chiêu liền ngừng lại, tránh để tổn thương hòa khí đôi bên. Bạch Vũ Phàm hơi ngạc nhiên, Phùng Đạo Vũ tinh thông quyền pháp, trong khi Trương Diệp lại nổi danh với đao pháp. Không sử dụng binh khí gần như không ảnh hưởng đến Phùng Đạo Vũ, nhưng với Trương Diệp thì có hơi thiệt thòi. Nhất thời, hắn ta không hiểu nổi La Tinh có ý gì. Bạch Vũ Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi chắc chứ? Chương 147 Kim Cương Chi Nổ. Thiếu chủ nói không sai, chống lại hắn quả thực không cần đến đao. La Tinh còn chưa nói gì thì nhân tài mới nổi của Cuồng Đao Môn đã mỉm cười tranh nói trước. Lời này khiến Bạch Vũ Phàm nghẹn một hơi. Cảm thấy vô cùng khó chịu, sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, vậy thì bắt đầu. Phùng Đạo Vũ đột nhiên cảm thấy rất áp lực, lỡ như thua, e là không chỉ hắn ta mất mặt. Đại điện tông môn tuy kém hơn so với đài luận võ chính thức, nhưng cũng coi như rộng lớn. Nếu chỉ tỉ thí quyền cước, nhảy qua nhảy lại vẫn dư xài. Hai người đứng cách nhau mấy chục bước, mặt đối mặt, bắt đầu khống chế hơi thở, vận chuyển công pháp. Độ khoảng 10 giây sau, khí thế dồn nén trên người Phùng Đạo Vũ có xu hướng mất khống chế, tản ra ngoài. Mặt của hắn ta dần dần chuyển thành màu đồng thau,
thoạt nhìn trông như một cụ ấu được điêu khắc tinh xảo, cả người tràn đầy sức mạnh, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Kim Cang Quyền mà Phùng Đạo Vũ tu luyện vốn là công pháp Phật môn, nổi danh hung mãnh, bá đạo. Phong cách rất giống với Mãnh Hổ Quyền của Lâm Nhất, nhưng phương hướng lại khác biệt. Một cái thì ngưng tụ nội ý của Phật môn Kim Cương, một cái lại khai triển uy lực của Hổ Vương, hoàn toàn trái ngược. So về ý cảnh, Mãnh Hổ Quyền thấp hơn không ít. Tuy nhiên, Mãnh Hổ Quyền của Lâm Nhất đã trải qua sự tôi luyện của thần hổ, lại có thể đạt đến cảnh giới quyền kiếm hợp nhất. Nói chính xác thì Mãnh Hổ Quyền của hắn đã hoàn toàn vượt khỏi phẩm cấp của quyền pháp cơ bản. Quay về với trận đấu, chỉ với khí thế từ trên người bật ra đủ để mọi người cảm nhận được nội ý đáng sợ của Phùng Đạo Vũ, từ đó có thể thấy được, Kim Cang Quyền của hắn quả thực bất phàm. Trái lại, Trương Diệp vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không nhìn ra sâu cạn. Nhìn mặt ngoài, khí thế của hắn ta đã hoàn toàn bị Phùng Đạo Vũ áp chế. Kim Cương Chi Nộ. Chương 148 Kim Cương Phục Ma. Đúng là tiêu chí đại thành của Kim Cang Quyền. Khi hắn ta đến bên cạnh Trương Diệp, một đấm vung ra từ tay phải đã có hào quang màu vàng tràn ra. Thoạt nhìn giống như một ngọn lửa đang rực cháy. Trương Diệp vẫn không hề nhúc nhích, tay phải dùng lòng bàn tay làm đao, cánh tay làm lưỡi, ngăn ở trước ngực. Keng. Kim Cương Chi Nộ của Phùng Đạo Vũ nện mạnh vào tay Trương Diệp, phát ra âm thanh trầm đục tựa như đồng thau va vào nhau. Hắn ta có cảm giác như mình vừa đánh vào một pho tượng, thế nhưng đối phương lại không hề lay động. Chỉ một chút bản lĩnh vậy thôi sao? Khóe miệng Trương Diệp nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, lắc mạnh người một cái, khí thế dồn nén trên người hắn ta ầm ầm bốc phát, dường như có tiếng đao khí âm vang. Phùng Đạo Vũ không kịp đề phòng, thoáng chốc đã bị đánh bay. Sát. Nụ cười trên môi Trương Diệp đã hoàn toàn biến mất, hắn ta nhíu chặt mày, khí thế đang bộc phát ra ngoài đột nhiên cô đọng lại. Hai đầu lông mày sắc bén tựa như một thanh bảo đao. Hắn ta dùng trường làm đao, rõ ràng là không có binh khí nhưng một tay chém ra lại mang theo âm thanh còn sắc bén hơn so với đao kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thế công mạnh mẽ, một khi thi triển liền ào ào đánh úp đến. Trong phút chốc khiến Phùng Đạo Vũ vô cùng khó chịu, khí thế hung mãnh của Kim Cương Quyền hoàn toàn bộc phát. Tựa như có ánh đao lóe sáng ngập trời, mặt Phùng Đạo Vũ lộ vẻ chầy chật hết sức, vất vả né trái tránh phải. Dù vậy vẫn khó lòng tránh thoát, chỉ chốc lát, quần áo trên người đã rách bươm. Thân thể để lộ vết máu chi chít, thoạt nhìn vết thương không khác gì bị mũi dao sắc bén sượt qua để lại. Máu tươi bắn ra tung tóe, sắc mặt Phùng Đạo Vũ càng tái nhợt, chỉ có thể cố gắng bảo vệ những vị trí yếu hại trên cơ thể. Đệ tử nội môn Thanh Vân môn chấn động, mặt mũi biến sắc. Thảo nào Trương Diệp nói không cần binh khí, hắn có vũ khí hay không thật ra không có gì khác biệt. Kim Cương Phục Ma. Chương 149 ngươi ra tay quá độc ác. Phùng Đạo Vũ bị lưỡi đao sắc bén áp chế không biết đường nào mà lần, chỉ biết liều mạng lăn xả, được ăn cả ngã về không, cố gắng ngăn chặn sóng dữ. Tà Phong Trầm. Trương Diệp lạnh lùng cười, lấy cánh tay làm lưỡi đao, lóe lên như ánh chớp, giành lấy thế tiến công như vũ báo. Cánh tay tựa lưỡi đao chém tới trước ngực Phùng Đạo Vũ, chỉ nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc rợn người. Phùng Đạo Vũ phun ra một búng máu tươi, bị đánh văng ra ngoài một cách tàn nhẫn, sắc mặt trắng bệch. Nếu ta dùng đao thật thì ngươi đã chết rồi. Trương Diệp nhìn Phùng Đạo Vũ nằm gục không lê lết nổi dưới đất, nhẹ nhàng châm chọc. Phùng Đạo Vũ sắc mặt giận dữ, nhưng không có cách nào phản bác, vì điều đối phương nói chính là sự thật. Một đao vừa rồi, hắn phát hiện ra, rằng hắn căn bản không biết phải ra tay như thế nào. Bởi vậy cho nên, đòn Kim Cương Phục Ma của mình còn chưa thi triển, trong nháy mắt đã bị phá tan. Phùng Sư Huynh. Hai tên nội môn đệ tử bước lên kiểm tra thương thế của Phùng Đạo Vũ, sắc mặt hoảng sợ. Thiếu Tông Chủ, nội tạng của Phùng Sư Huynh vỡ nát rồi. Họ Trương kia, ngươi ra tay quá độc ác. Chỉ là bàn quyền luận cước, thế nhưng thương tích lại nặng như vậy, không dưỡng thương 3 tháng chắc chắn không thể khôi phục. Khóe miệng Bạch Vũ Phàm giật giật. Song vẫn nín nhịn. Latin ngoài mặt tươi cười nhưng nội tâm âm trầm nói, Bạch Huynh, quyền cước không có mắt, đã ra chiêu rồi thì quả thật không rút lại được nữa. Thiết nghĩ, Trương Diệp cũng không có bụng dạ xấu, nếu Bạch Huynh trách tội, ta bằng lòng dâng một viên hóa huyết đan để bồi tội vậy.
Không cần. Bạch Vũ Phàm có cảm giác mặt mình đau rát như bị người khác cho vài cái bạt tai. La Tinh cười lớn, ha ha ha, Bạch huynh thật rộng lượng. Không biết vị huynh đệ này xếp thứ bao nhiêu trong nội môn của ngươi vậy? Phùng sư đệ tư chất không tệ, tu vi rất khá, nhưng ở nội môn ta chẳng qua cũng chỉ xếp từ dưới đếm lên thôi. Bạch Vũ Phàm điềm nhiên nói, nội tâm tuy có chút dao động, nhưng không hiện lên trên mặt. La Tinh nhạo báng, ha ha ha, Thanh Vân môn không hổ danh là tông môn đứng đầu nước Thiên Thủy, đệ tử võ đạo tầng 8, thuần thục kim cương quyền vậy mà chỉ từ dưới đếm lên trong nội môn thôi. Chương 150 chỉ e không ai dám bước lên. Từ dưới đếm lên, vậy không biết còn vị huynh đệ nào đồng ý luận bàn một trận với tại hạ. Trương Diệp nghe nói vậy cũng không phục, ánh mắt tỏ ra khiêu khích, nhìn thẳng về phía đám người Lâm Nhất. Một dọc đệ tử nội môn Thanh Vân môn đều trầm ngâm không nói, tất thảy đều lưỡng lự. Miệng bảo là từ dưới đếm lên, nhưng thực tế như thế nào tất cả mọi người đều biết. Thực lực của Phùng Đạo Vũ luôn ổn định ở hàng thứ 8 trong tông môn, không thể so được với hạng yếu ớt như bọn họ. Muốn chiến thắng Trương Diệp, ít nhất cũng phải là người xếp hàng thứ 3 trong môn, mới có thể nắm chắc vài phần. Nhưng nếu đối phương lựa chọn đánh tay không, vậy thì người ứng chiến không lý nào lại sử dụng binh khí được. Từ đó có thể thấy, cái chuôi này không nắm chắc nổi. Lâm Nhất thầm nghĩ, vị thiếu chủ cuồng đao môn này thật ra vô cùng tâm cơ. Hắn chủ động yêu cầu đánh tay không, một lần ra tay đã phế hẳn hơn một nửa thực lực của đệ tử nội môn Thanh Vân môn rồi. Khi đã nhận thức được thanh đao vô hình đáng sợ cùng thủ đoạn ra tay tàn nhẫn của Trương Diệp, chỉ e không ai dám bước lên. Không ai hết à, vậy thiếu môn chủ cảm thấy, bây giờ ta đã có tư cách giao thủ với ngươi chưa? Thấy không ai ra ứng chiến, mặt Trương Diệp càng tỏ ra châm biếm, ánh mắt lại quét đến Bạch Vũ Phàm. Bạch Vũ Phàm trầm ngâm không nói, không lên tiếng trả lời. Ai cũng đều biết, không phải hắn sợ Trương Diệp kia. Mà chính là đường đường một thiếu môn chủ, vậy mà lại bị một tên mới nổi ép phải đích thân ra tay. Lỡ bị đồn ra ngoài, sẽ là đả kích rất lớn với thanh danh của tông môn. Lâm Nhất suy nghĩ cực nhanh, nếu không cần vũ khí, chỉ dùng quyền pháp nghênh chiến. Đối với Trương Diệp, trong lòng hắn cũng không dám quá chắc chắn. Nhưng cứ trơ mắt nhìn môn chủ nhà mình bị ép đến cùng đường bí lối như vậy. Người khác nghĩ sao hắn không cần biết, nhưng thân là đệ tử Thanh Vân môn, hắn không có lý do để né tránh. Nhưng ngay vào lúc Lâm Nhất chuẩn bị đứng ra nghênh chiến, cửa điện đột nhiên bị đẩy ra. Ai nói Thanh Vân môn chúng ta không có người hả? Chương 151 vậy càng đúng ý ta. Hồ Tử Phong đột ngột xuất hiện khiến cho mọi người kinh hãi không nói nên lời. Không phải là đang bế quan sao? Bạch Vũ Phàm kinh ngạc đứng phắt dậy, Hồ sư đệ, sao ngươi lại đến đây? Hồ Tử Phong cất bước đến gần, thản nhiên nói, có người chỉ đích danh ta khiêu chiến, nếu ta không đến, lỡ đồn ra ngoài chẳng phải bị người đời cười là còn rùa rụt cổ à? Lâm Nhất nghe vậy giận mình trong lòng, có lẽ là trưởng lão vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình trong đại điện nội môn. Đến lúc tình thế cấp bách, sẽ phái người thông báo cho Hồ Tử Phong đang bế quan tu luyện. Đến đúng lúc lắm, Bạch Vũ Phàm mỉm cười, nhẹ giọng, ta giới thiệu cho đệ một chút, vị này là Trương Diệp, nhân tài mới nổi ở cuồng đao môn, vừa rồi chỉ trong 10 chiêu đã đánh bại sư đệ Phùng Đạo Vũ mà không cần vũ khí. Bạch Vũ Phàm lo Hồ Tử Phong mới đến không biết thực lực của Trương Diệp nên có ý nhắc nhở một phen. Hồ Tử Phong cười to nói, Phùng Đạo Vũ chẳng qua chỉ xếp hạng từ dưới đếm lên của nội môn ta thôi, mới thắng được một đệ tử hạng chót đã muốn khiêu chiến thiếu môn chủ của chúng ta à. Người của cuồng đao môn cũng không khỏi hơi bị tự cao tự đại đấy nhỉ. Lời vừa nói ra khiến cho người bên cuồng đao môn sắc mặt rất khó coi. Trương Diệp sầm mặt nhìn về phía đối phương nói, vậy sao? Không biết, Hồ huynh đây xếp thứ bao nhiêu? Xếp thứ bao nhiêu không quan trọng, có thể thắng ngươi là đủ rồi. Hai người nói chuyện không hợp, trong lời nói càng có ý khiêu khích động thủ, nhìn nhau chằm chằm, mũi nhọn bắn ra tứ phía. Khí thế trong đại điện dần dần ngưng tụ lại, làm trái tim những người trong Thanh Vân môn cũng run rẩy lên. Nếu như Hồ Tử Phong bị đánh bại, vậy thì mặt mũi tông môn coi như mất sạch. Bạch Vũ Phàm nói, Hồ sư đệ cũng theo quy tắc ta và La Huynh đã định ra, không dùng vũ khí, luận bàn trong 10 chiêu, đếm đủ thì ngưng. Cần gì phiền phức vậy? Muốn phân cao thấp, thật ra chỉ cần một chiêu là đủ.
Hồ Tử Phong nhìn đối phương, ánh mắt tràn đầy tự tin. Vậy sao? Vậy càng đúng ý ta. Khóe môi Trương Diệp cong lên đầy ý cười, cũng không có ý nhường bước. Nghe nói chỉ dùng một chiêu, trên mặt La Tinh, thiếu môn chủ cuồng đao môn nở một nụ cười, vậy thì một chiêu vậy. Oành! Chương 152 Liệt Dương Trưởng. Lời vừa dứt, trên người Trương Diệp bộc phát đao thế đầy đánh sợ, như cuồng phong bắn ra tứ phía. Nhất thời, y phục phần phật, tóc tai tán loạn. Trên mặt tràn ngập tà khí, mang đến cho người ta cảm giác quỷ dị, chỉ liếc mắt nhìn cũng thấy tim đập liên hồi. Hồ Tử Phong cười lạnh, toàn thân phát ra khí thế kinh người, toàn thân như bị lửa cháy bao quanh. Không khí trong đại điện bất chợt trở nên nóng bức. Tà ảnh tam lộng. Đột nhiên nghe Trương Diệp quát lên một tiếng, tựa như rút lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ. Thanh đao nương theo cuồng phong bắn ra, ánh đao chớp lóe lên chói mắt, trong nháy mắt tung chiêu sát thủ đến trước mặt Hồ Tử Phong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận trước mặt Hồ Tử Phong, ngưng tụ ra ba tàn ảnh, một tàn ảnh dùng tay làm lưỡi đao, một tàn ảnh dùng khuỷu tay làm mũi đao, một tàn ảnh khác lại như trường đao chém xuống. Ba tàn ảnh, đồng thời cũng là ba đòn công kích khác nhau. Trong lúc nhất thời thật khó phân biệt thật giả. Điểm mấu chốt là bản thân ba tàn ảnh đó đều có đao thế vô cùng đáng sợ. Mạnh quá. Ai nấy trong Thanh Vân Môn đều biến sắc, chỉ một chiêu tà ảnh tam lộng đã có uy lực thế này, gần như có thể so với điệu múa ảo diệu của tiên nữ. Càng đáng sợ hơn là, Trương Diệp vẫn chưa thi triển tuyệt chiêu, dùng tay làm lưỡi đao để tấn công. Nếu tay hắn biến thành đao, công thêm chiêu tà ảnh tam lộng hỗ trợ, vậy uy lực còn bộc phát ra đến cỡ nào nữa? La Tinh của cuồng đao môn không giấu nụ cười khoe răng, nếu không dùng vũ khí đánh trả, vậy thì căn bản không ai có tth thể ngăn cản được tà ảnh tam lộng. Hồ Tử Phong của Thanh Vân Môn kia chỉ là một kẻ khẩu xuất cuồng ngôn, một chiêu đòi phân thắng bại, đơn giản là tự tìm đường chết. Cút! Nhưng đột nhiên, dị biến nổi lên, Hồ Tử Phong quát to một tiếng, về cơ bản, hắn chẳng thèm quan tâm tàn ảnh kia là thật hay là giả. Trên người hắn bỗng dưng bộc phát một thứ khí thế vô cùng đáng sợ, đó chính là khí thế vượt xa võ đạo tầng 8, uy lực tựa như núi lửa bùng nổ trong chớp mắt. Liệt Dương Trưởng. Chỉ thấy trưởng đầu tiên đánh ra, trong lòng bàn tay đỏ rực như lửa cháy, hệt như một quả cầu lửa rừng rực. Chương 153 La Tinh mặt không cảm xúc đứng lên. Nhiệt độ trong đại điện tăng vọt không ngừng, khiến ai nấy mồ hôi đầm đìa, nóng bức một cách khó chịu. Uỳnh. Một trường đánh ra, ba tàn ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, khóe miệng Trương Diệp ứa máu, bị đánh văng ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất còn phải lùi về sau liên tiếp 10 bước chân, cao thấp đã định rõ ràng. Tiên Thiên Vũ Ký. Hết thảy đệ tử nội môn đều hít sâu một hơi, rồi đột phát một tràng hoan hô. Bạch Vũ Phàm đứng dậy cười nói, chúc mừng Hồ sư đệ đã thành công giác ngộ Tiên Thiên Vũ Ký. Hồ Tử Phong kềm chế khí huyết sôi trào. Thản nhiên nói, tiên thiên vũ ký thôi mà, ngay cả ai đó cũng có thể giác ngộ được, sao ta lại không chứ? Đệ tử Thanh Vân Môn biến sắc, ánh mắt bất chợt quét lên người Lâm Nhất như có như không. Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, Hồ Tử Phong có ý nói, hắn mới chính là nhân tài mới nổi thực sự của Thanh Vân Môn. Lâm Nhất trong lòng khẽ cười, không chút gợn sóng. Xem ra Hồ Tử Phong ngày hôm đó, bị đóa hoa không biết từ đâu đến của hắn đả kích không nhẹ. Ánh mắt Lâm Nhất sáng như đuốc, hắn kỳ thực đã phát hiện ra liệt diệm quyền nhất thức do Hồ Tử Phong thi triển ra quả thực có chút miễn cưỡng, chưa phải thực sự hoàn thiện. Nếu như Trương Diệp lấy đao nghênh chiến thì chưa hẳn đã thua, có điều không cần thiết phải nói thêm gì nhiều. Sắc mặt của La Tinh cuồng đao môn trở nên có chút khó coi, trầm ngâm nói, xem ra phải để Bạch Huynh ra tay rồi, dù sao thì ta cũng đã đích thân tới đây rồi. Sau khi dứt lời, La Tinh mặt không cảm xúc đứng lên. Hắn ta lần này tới chính là vì muốn làm rõ thực lực thật sự của Bạch Vũ Phàm hiện tại ra sao. 2 tháng trước, đối phương trong vòng 10 chiêu đã bại dưới tay Liễu Vân Phi. Nếu không có tiến bộ thì Thanh Vân Môn chỉ đành hoàn toàn dựa vào một mình Tô Hàm Nguyệt mà thôi. Đến lúc đó tứ tông tranh tài sẽ có kịch hay để xem rồi. Sắc mặt đám người Thanh Vân Môn có chút căng thẳng, La Tinh và Bạch Vũ Phàm cùng nằm trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy, thành danh đã lâu. Chương 154 khách sáo rồi. Thiếu môn chủ trước đó 10 chiêu đã bại bởi Liễu Vân Phi,
rất khiến người khác không yên tâm với thực lực hiện tại của hắn ta. Nói về thân phận, đều là thiếu chủ các tông môn, trận chiến này Bạch Vũ Phàm muốn tránh cũng không tránh được. Xin chỉ giáo. Bạch Vũ Phàm đứng lên nghênh chiến, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào. Vù. Chỉ nghe thấy cuồng phong giấy lên, thân người của La Tinh đã giết đến trước mặt Bạch Vũ Phàm, hai tay như sấm sét đánh ra. Xoát xoát xoát. Trước mắt, hắn ta đã xuất thủ hơn 10 lần, tấn công như tia chớp, khiến người xem hoa cả mắt. Lâm Nhất mắt sáng ngời, chăm chú tỉ mỉ theo dõi. Hai người không hổ là cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy, thực lực quả thực bỏ xa người thường, khiến hắn âm thầm quan sát gật đầu không ngừng. Trong lúc lặng yên đó, Lâm Nhất không hề ý thức được sự thay đổi trên tâm tính của chính mình. Hai tháng trước, hắn chứng kiến Bạch Vũ Phàm và Liễu Vân Phi giao thủ, kinh hãi dùng mình, sự kiêu ngạo và tự tin trong lòng hắn hoàn toàn bị nghiền nát, là một đả kích cực lớn đối với hắn. Nhưng hôm nay sau hai tháng, tại gian đại điện này, có vài đệ tử nội môn thậm chí còn không nhìn rõ giao thủ giữa Bạch Vũ Phàm và La Tinh. Nhưng hắn lại có thể tùy ý bình phẩm quan sát, còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó, nghĩ đến nếu như là bản thân thì sẽ hóa giải ra sao. Bất chi bất giác, danh hiệu gọi là tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy trong mắt Lâm Nhất cũng chỉ gọi là tạm tạm. Quả thực rất mạnh, những bất quá cũng chỉ có vậy. Không thể mang lại cho hắn thêm sự kinh diễm nào nữa, còn hắn lại hoàn toàn không ý thức được sự thay đổi này của bản thân. Hiu. La Tinh thoát ra lui về sau, trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía Bạch Vũ Phàm cười nói, xem ra lời đồn không thể xem là thật, tu vi này của Bạch Huynh không những không thụt lùi mà ngược lại còn tinh tiến không ít. Thăm dò thử một phen, sau khi hắn ta đánh đến trăm chiêu mà vẫn chưa chiếm được bất cứ lợi thế nào thì đã biết lời đồn là giả. Đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn vui sướng không thôi, địa vị của Bạch Vũ Phàm trong lòng bọn họ vẫn rất cao. Khách sáo rồi. Bạch Vũ Phàm mặt không biến sắc, sau khi ngồi xuống thì thản nhiên nói. Chương 155 Hồ Sư Đệ, đệ khá lắm. La Tinh khẽ mỉm cười, lướt mắt quét qua đám người phía sau, trầm giọng nói, 3 năm trước tứ tông tranh tài, quý phái dựa vào Tô Hàm Nguyệt lần đầu tiên tham gia. Không những thành công thắng lợi giành lại được linh khoáng thất truyền trăm năm mà còn giành được danh hiệu đệ nhất tông môn của nước Thiên Thủy. Nghĩ năm nay, Tô Hàm Nguyệt một người một kiếm, một cước đã áp chế ta. Hôm nay tại đại điện của tông môn này tại sao lại không thấy bóng dáng Tô Hàm Nguyệt đâu? Hiu. Đệ tử nội môn ở đó, bao gồm cả Lâm Nhất sắc mắt có chút không thể kiềm chế được sự thay đổi. Trong lòng Bạch Vũ Phàm khẽ giật thót, thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó. Nếu như để người khác biết được Tô Hàm Nguyệt đã rời đi, thì không nghi ngờ gì sẽ là một sự đả kích quá lớn đối với Thanh Vân Môn. Không khéo rồi, Tô Sư Tỷ ra ngoài lịch luyện, trong thời gian ngắn e là sẽ không quay về được. Ồ, hóa ra là vậy. Trên mặt La Tinh hiện lên một nụ cười ý vị thâm sâu, hắn ta đã hoàn toàn quan sát thấy được sự biến hóa trên thần sắc của đệ tử Thanh Vân Môn rồi. Đương nhiên không tin vào lời giải thích của Bạch Vũ Phàm. Xem ra Tô Hàm Nguyệt hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện gì đó. Không ngờ kết quả thăm dò Bạch Vũ Phàm hoàn toàn thất vọng, lại bất ngờ có được một niềm vui khiến hắn ta chưa từng nghĩ tới khác. Cáo từ, nửa tháng sau tại Tứ Tông tranh tài, đến lúc đó lại hẹn Bạch huynh thống khoái đánh một trận. Sau khi đạt được mục đích, La Tinh bèn chuẩn bị rời đi. Tên Trương Diệp trước khi đi còn nhìn Hồ Tử Phong bằng ánh mắt âm lãnh, rõ ràng đã bại một cách không phục. Hồ Tử Phong cũng không sợ, hung hăng trừng mắt lại. Đợi đến khi đám đệ tử của Cuồng Đao Môn đi rồi, đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn lập tức vây quanh Hồ Tử Phong. Chúc mừng Hồ Sư Đệ thành công lĩnh ngộ võ ký tiên thiên. Hồ Sư Đệ, đệ khá lắm. Nếu không nhờ đệ e là phải thất bại trước đám người Cuồng Đao Môn này rồi, thật đúng là không có cách nào cả. Chương 156 Đa Tạ Thiếu Môn Chủ. Hắn ta thoáng liếc thấy Lâm Nhất bị mọi người bỏ quên, bèn đứng dậy bước đến, cười nói, Lâm Nhất, vết thương lúc trước của ngươi đã ổn rồi chứ? Cảm tạ thiếu môn chủ quan tâm, đã ổn rồi. Bạch Vũ Phàm khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy thực lực của những đệ tử Cuồng Đao Môn hôm nay như thế nào? Lâm Nhất lắc đầu nói, nhìn không rõ nông sâu, dù là Trương Diệp thì khi ra tay có vẻ như cũng có ý giấu giếm. Có một điều ta cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc bọn họ gióng trống khua chiên đến đây là có mục đích gì?
Hai mắt Bạch Vũ Phàm tỏa sáng, nhưng hắn ta không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai Lâm Nhất cũng có mắt nhìn đấy. Sau đó hắn ta xoay người nhìn về phía Hồ Tử Phong, Hồ sư đệ, lần này đệ làm dạng danh tông môn, thành công đánh bại Trương Diệp, đệ có nghĩ muốn được ban thưởng gì không? Hồ Tử Phong đi xuyên qua đám người đến trước mặt Bạch Vũ Phàm rồi nói, ta muốn một viên dưỡng tâm đan và 5 miếng linh thạch trung phẩm. Nghe vậy, đám đệ tử nội môn thầm kinh hãi. Tất cả đều không ngờ Hồ Tử Phong lại đòi ban thưởng lớn như vậy. Giá trị của dưỡng tâm đan đương nhiên không cần phải bàn cãi, chỉ riêng 5 miếng linh thạch trung phẩm đã tương đương với 5.000 miếng linh thạch hạ phẩm rồi. Vẻ mặt Bạch Vũ Phàm không thay đổi, vẫn bình tĩnh nói, đệ đáng được nhận, 3 ngày sau, trưởng lão Tông Vụ Đường sẽ mang phần thưởng đến cho đệ. Đa tạ thiếu môn chủ. Hồ Tử Phong cũng không khách sáo, hắn ta hướng mắt về phía Lâm Nhất. Lúc này đây, danh tiếng của hắn ta đang lên cao, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ đăm chiêu, cười nói, Lâm sư đệ, rõ ràng ngươi cũng lĩnh ngộ được võ ký tiên thiên, sao vừa rồi không ra mặt. Vừa dứt lời, những người khác cũng đổ đồn ánh mắt về phía này. Đúng rồi, Lâm sư đệ, với dũng khí quyết chiến một mất một còn khi đấu với Mã Thiên Nhất của ngươi, dù không địch lại thì vẫn có thể khiến Trương Diệp trọng thương, tạo thêm cơ hội cho ta. Ha ha, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ức hiếp người nhà, còn khi đối mặt người ngoài thì lại kinh sợ. Ngày đó trên lôi đài, ta thấy ngươi rất là uy phong, liều mạng muốn đánh bại Mã Thiên Nhất dù có phải trọng thương. Theo ta thấy võ ký tiên thiên của hắn hôm đó 8-9 phần là linh quang lóe lên trong tuyệt cảnh nên mới thi triển ra được, chưa hẳn có thể nắm giữ hoàn toàn. Những đệ tử nội môn có thâm niên ở đây vốn dĩ không thích Lâm Nhất. Hiện tại, nhìn thấy hắn và Hồ Tử Phong dường như có hơi đối nghịch, bọn họ liền tranh nhau lên tiếng chỉ trích. Chương 157 thiếu chủ, chúng ta cùng đi với ngươi. Không đợi Lâm Nhất mở miệng, Bạch Vũ Phàm đã nói, việc này mọi người chớ chỉ trích Lâm Nhất, vết thương cũ của hắn vừa tốt hơn, ta để hắn đến đây chỉ để học hỏi thêm. Việc này xem như xong, mọi người mau giải tán, ta phải nhanh chóng đến xem thương thế của Phùng Đạo Vũ thế nào rồi. Thiếu chủ, chúng ta cùng đi với ngươi. Chẳng mấy chốc trong đại điện chỉ còn lại Lâm Nhất. Hắn nở nụ cười khổ, khẽ lắc đầu rồi đi về phía nhà gỗ của mình. Hắn nhận ra rằng dù bản thân có cố gắng như thế nào thì trong mắt đám người này, hắn vĩnh viễn chỉ là một tên kiếm nô. Một kiếm nô đã từng bảo dưỡng bội kiếm cho bọn họ. Thanh Vân môn tuy lớn nhưng lại không có nhiều chỗ để hắn dung thân. Trở lại nhà gỗ, Lâm Nhất lấy ra một cái chậu hoa, sau đó gieo hạt giống của bạch tàn hoa mà ngày đó mua được ở chỗ đồng hồ xuống. Giống hoa này chính là cực phẩm trong họ hoa tường vi, mang đến lợi ích rất lớn đối với bảo dưỡng táng hoa kiếm. Hắn đã sớm muốn tu luyện dẫn linh quyết, nuôi dưỡng bạch tàn hoa, chỉ là mãi vẫn không có thời gian. Hôm nay mới rảnh rỗi được, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Lâm Nhất lấy ra bí tịch dẫn linh quyết, cẩn thận xem xét. Vốn dĩ hắn không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng sau khi xem 2-3 trang thì lại mê mẩn, rồi bất giác xem hết toàn bộ. Dẫn linh quyết chính là một bí tịch phụ trợ mà luyện dược sư nên tu luyện, nói chính xác hơn là chuyện mà học đồ dược sư nên làm. Vì luyện dược sư cấp cao nào có nhiều thời gian hao phí cho mấy thứ hoa cỏ này, chắc chắn tất cả đều giao cho học đồ xử lý. Điểm tinh túy của dẫn linh quyết chính là vận chuyển linh khí thiên địa rót vào linh dược. Thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra lại có rất nhiều thứ huyền diệu. Linh khí thiên địa vốn là một khối tổng thể, trong đó có rất nhiều tạp chất, dù không có tạp chất thì bản thân linh khí cũng có sự phân biệt thuộc tính. Lại nói, mỗi một giống linh dược đòi hỏi linh khí không giống nhau. Nếu học đồ không đủ thành thạo thì rất khó phân biệt được điểm mấu chốt trong đó, khi bảo dưỡng linh dược sẽ xảy ra đủ thứ rắc rối. Tuy nhiên, với ngộ tính của Lâm Nhất thì muốn nắm giữ loại bí tịch cấp học đồ này quả thực rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc hắn đã nắm được điểm quan trọng. Chuyển cái bàn ra, sau đó ra bên ngoài đem chậu hoa đặt lên. Lâm Nhất bắt đầu cẩn thận thử từng chút một. Chương 158 xem như cũng có chút thành quả. Mở hai tay ra, dẫn linh quyết yên lặng vận chuyển, linh khí từ bốn phía bị dẫn dắt từng chút một, từ từ tụ lại. Hắn nhắm mắt cảm ngộ, căn cứ theo những ghi chép bên trong dẫn linh quyết, phân ra thuộc tính linh khí. Lần cảm ngộ này lại giúp hắn được mở rộng tầm mắt. Hóa ra linh khí thiên địa lại có nhiều khác biệt như vậy, trước kia bản thân hắn hấp thu đều là linh khí nguyên thủy nên chẳng phân biệt được thuộc tính.
Ngoại trừ linh khí nguyên thủy còn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và một số linh khí có thuộc tính biến dị. Ví dụ như thuộc tính lôi và băng đều có thể tương ứng với các công pháp khác nhau. Ngẫm nghĩ một lúc, sau đó Lâm Nhất dẫn dắt linh khí thuộc tính mộc và thủy rót vào chậu hoa từng chút một. Nhưng tốc độ này lại khiến hắn không hài lòng cho lắm. Nguồn linh khí khổng lồ cần trích ra từng chút một, lại còn không thể thẩm thấu hết toàn bộ. Quả nhiên đúng như lời đồng hồ nói, là một công việc nhàm chán. Lâm Nhất tốn hết 2 canh giờ, gần như tiêu hao sạch nội kình trong cơ thể mới có thể thấy được một chồi non xanh mướt xuất hiện trong chậu hoa. Nó phát ra một chút ánh huỳnh quang cùng hương thơm thoang thoảng. Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng, xem như cũng có chút thành quả. Nếu không có dẫn linh quyết, hạt giống bạch tàn hoa này ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể phát triển. Ồ, nội kình thuần dương công của ta dường như càng thêm cô đọng hơn. Khi nội kình trong cơ thể bắt đầu khôi phục, Lâm Nhất có hơi kinh ngạc nói. Nội kình mới sinh ra càng thêm cô đọng hơn so với trước, loáng thoáng có thể thấy được hào quang màu vàng. Nội kình thuần dương công chảy trong cơ thể mang đến cảm giác vô cùng ấm áp. Vốn dĩ sau khi thuần dương công đạt đến viên mãn đỉnh phong, hẳn là không cách nào tiến triển thêm. Thật thú vị, môn công pháp này vốn phát triển dựa trên tàn bản tiên thiên, nói cách khác, thuần dương công cũng có bản tiên thiên đầy đủ và dĩ nhiên là sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không ngờ lại có được niềm vui ngoài ý muốn, vô tình phá vỡ được bình chướng của thuần dương công. Từ trước đến nay chưa từng có võ giả trước khi tu luyện luyện dược sư lại đi tu luyện dẫn linh thuật. Mà dù có luyện thì cũng rất khó có ai trùng hợp nắm giữ một công pháp viên mãn. Thế nên có lẽ không nhiều người biết được bí mật này. Ha ha, đúng là thoải mái. Ta còn lo ngươi cảm thấy phiền muộn nên sau khi xong việc đã cố ý đến đây xem thử. Một âm thanh trong trẻo vang lên, thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm mỉm cười bước đến. Thiếu môn chủ. Lâm Nhất nghiêm mặt, vội vàng chắp tay chào. Lúc ở riêng không cần phải chú trọng phép tắc như vậy, đây là hoa gì? Bạch Vũ Phàm khá là thoải mái, khí chất trên người hắn ta tỏa sáng như ánh mặt trời lại không mang theo vẻ kiêu căng. Rất dễ dàng để lại ấn tượng tốt cho người khác. Đây là bạch tàn hoa, cực phẩm trong họ hoa tường vi, Lâm Nhất giải thích. Cả hai trò chuyện một lúc thì cuối cùng Bạch Vũ Phàm cũng nói ra mục đích của mình, chuyện xảy ra ở đại điện tông môn, ngươi chớ để trong lòng. Người khác không biết nhưng ta có thể cảm nhận được khi Hồ Tử Phong đến, ngươi cũng đã chuẩn bị ra tay. Chương 159 đây là huyền khí. Không sao đâu, thiếu môn chủ hiểu là được rồi. Người quan tâm ta thì không cần phải giải thích, còn người chán ghét ta thì có giải thích cũng không được gì, cuối cùng cũng sẽ tìm cớ mà thôi. Lại nói, so với những thứ mà ta gặp phải lúc trước thì chuyện này thật sự không là gì cả. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, trên khuôn mặt điển trai của hắn cũng không có quá nhiều phàn nàn. Việc này khiến Bạch Vũ Phàm có hơi kinh hãi, cảm thấy rất bất ngờ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến hắn từ một tên kiếm nô từng bước đi đến ngày hôm nay. Và có lẽ chính vì như thế nên trong 3.000 đệ tử tông môn, Tô Hàm Nguyệt chỉ để ý duy nhất một người, đó là Lâm Nhất. Ta đến là để ban thưởng cho ngươi. Đây là dưỡng tâm đan mà lúc trước phụ thân ta đã đồng ý cho ngươi. Còn đây là phần thưởng của tông môn dành cho đệ tử bước vào nội môn, ngươi cũng nên đổi một thanh kiếm rồi. Bạch Vũ Phàm mỉm cười đưa cho hắn một thanh kiếm cùng một lọ đan dược. Lâm Nhất không ngạc nhiên về dưỡng tâm đan. Nhưng thanh kiếm này lại khiến hắn không khỏi cau mày, thầm kinh ngạc. Đây là huyền khí. Hắn đã từng bảo dưỡng bội kiếm cho rất nhiều đệ tử nội môn nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Bạch Vũ Phàm cười nói, rút ra thử xem. Không gấp, cảm ơn thiếu môn chủ đã yêu ái. Bạch Vũ Phàm trầm ngâm nói, cũng tốt, vậy ta cáo từ trước. Trong khoảng thời gian này ngươi không nên ra ngoài, nửa tháng sau, tất cả đệ tử nội môn đều phải đến thành Bạch Thủy. Lâm Nhất hiểu đó là vì chuyện tứ tông tranh tài. Sau khi tiễn Bạch Vũ Phàm đi khỏi, hắn lập tức quan sát huyền binh trong tay. Vù. Tia sáng lạnh lóe lên, kiếm đã bị Lâm Nhất rút ra, từng sợi khí lạnh trên thân kiếm tản ra. Mũi kiếm sắc bén để lộ kiếm quang khiếp người. Kiếm này vô cùng bén nhọn, lại rất có linh tính và ý vị. Thiếu môn chủ đối xử với hắn không tệ, đã thay hắn chọn một thanh bảo kiếm. Răng rắc. Thế nhưng Lâm Nhất còn chưa tán thưởng xong thì thanh huyền binh kiếm có giá trị liên thành trong tay đã gãy ngay trước mặt hắn.
Chương 160 chỉ là, vì sao ngươi không gãy? Đa, huyền binh cũng gãy. Kiếm khách đều là người yêu kiếm, đương nhiên, Lâm Nhất cũng không ngoại lệ. Thời điểm thanh huyền khí này đứt rời, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, tim như rỉ máu. Huyền khí. Dù là huyền khí hạ phẩm thì cũng có giá trị liên thành. Trong nước thiên thủy thậm chí không thể dùng linh thạch để định giá, bởi vì vốn không mua được. Huyền khí đều do huyền sư chế tạo, mà trong nước thiên thủy lại không có huyền sư tồn tại. Thứ này là do tông môn bỏ ra rất nhiều tiền để thuê huyền sư ở bên ngoài chế thành. Lâm Nhất từng liên tiếp làm gãy ba thanh thanh cương kiếm ở binh khí các của tông Vũ Đường, không ngờ là hôm nay, huyền binh vào tay hắn cũng không thoát khỏi số mệnh bi thương. Trước đó có thể nói là trùng hợp, nhưng hiện tại đến huyền binh cũng gãy thì không còn là trùng hợp nữa. Vấn đề nằm ở đâu, chẳng lẽ ta có thể chất đoạn kiếm hay sao? Lâm Nhất thầm nghi hoặc, nhưng nghĩ mãi vẫn không thông. Lúc trước, nguyên chủ bảo dưỡng linh khí cho người khác cũng không xảy ra việc này. Sau khi linh hồn hắn xuyên vào mới xảy ra chuyện lạ. Chẳng lẽ có liên quan đến một loạt kiếm quang phá ngực mà ngày đó ta gặp phải ở Thái Sơn? Khi nghĩ đến mãnh hổ quyền của bản thân có thể hợp nhất quyền kiếm một cách quái dị, hắn càng cảm thấy kỳ quặc. Mà thôi, hiện tại tầm mắt còn hạn hẹp, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Chỉ là, vì sao ngươi không gãy? Lắc lư một cái, sau đó Lâm Nhất rút ra Táng Hoa kiếm. Thân kiếm như làn thu thủy, mũi kiếm dễ dàng cắt đứt tóc, Táng Hoa kiếm vốn đã là vật phi phàm. Tuy nhiên lực sát thương vẫn còn chênh lệch một khoảng so với huyền binh, cần dùng hương hoa để bồi dưỡng. Nửa đời lục bình xuôi theo nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Hồn như bông liễu tàn theo gió, người đi ta ở đã hai thu. Chương 161 đã có chuyện gì? Phút chốc, thân như nước chảy, bay lên hạ xuống, bóng kiếm sáng quắc, gió từ bốn phương bắt đầu nổi lên. Kiếm thế khổng lồ tràn ra từ trong người Lâm Nhất, dẫn phát đại thế thiên địa. Kiếm quang mạnh mẽ quyết đoán, vô cùng sắc bén. Tia sáng lạnh thấu xương khiến người khác cảm giác không rét mà run. Cả người Lâm Nhất dường như dung nhập vào kiếm quang, nhảy múa theo kiếm quang, thân hắn như nước chảy, thu nạp trăm sông, hội tụ thành đại dương mênh mông rộng lớn. Mỗi một lần kiếm động dường như giang hà đang gầm lên, tiếng kiếm minh gào thét trong thiên địa. Cơn gió lướt qua không để lại chút dấu vết. Khi sát chiêu cuối cùng được thi triển, một loạt kiếm quang sáng chói bắn ra, bóng dáng Lâm Nhất đột nhiên biến mất. Ầm. Đợi đến khi kiếm quang nổ tung, hắn mới thong thả hiện thân, nguyệt hoa đầy trời, trải khắp thiên địa, tựa như có bông tuyết đang lả tả rơi xuống. Lâm Nhất tâm huyết dâng trào, tươi cười không dứt. Xoay người lại đâm ra một kiếm, ánh mắt hắn tập trung vào một điểm trên mũi kiếm. Ngay khi tất cả xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, trên mũi kiếm đột nhiên nở ra một đóa tường vi. Hoa đến từ đâu? Một tiếng nổ ầm vang, hoa tường vi trên mũi kiếm nổ tung, vô số cánh hoa bay lên không trung. Thu kiếm vào vỏ, sắc mặt Lâm Nhất đỏ ửng, khí huyết trong cơ thể vẫn còn kích động. Nhưng hắn đã không còn thở dốc nữa, không còn mệt mỏi, vất vả như lúc ban đầu, sát chiêu này đã có thể thi triển một cách ung dung. Thịch thịch thịch. Ngay khi hắn đang cảm thấy vui sướng, nội kình trong cơ thể tiêu hao một lượng lớn thì trái tim đột nhiên nảy lên thật mạnh. Một dòng nước ấm từ ngực chảy tràn khắp tứ chi bách hài, dịu dàng tẩm bổ cơ thể của hắn. Tốc độ tăng trưởng tu vi có thể thấy được bằng mắt thường. Đã có chuyện gì? Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, nhạy cảm giác được dị tượng trong cơ thể. Lúc này Lâm Nhất đang khoanh chân nhắm mắt, nội thị lục phủ ngũ tạng, rốt cuộc hắn cũng thấy được một hình ảnh khó có thể tưởng tượng nổi. Chương 162 tựa như kẻ ngu vậy. Xuất hiện trong tầm mắt là một viên thất khiếu linh lung đan được khảm hoàn mỹ trên trái tim. Theo từng nhịp đập của tim, dược lực thất khiếu linh lung tựa như một dòng suối ấm áp thông qua bảy lỗ đan dược chảy xuôi dòng ra ngoài, tẩm bổ toàn thân. Lâm Nhất mở to mắt, vẻ mặt xa sầm. Hóa ra là thế. Bí mật đã quấy nhiễu hắn suốt khoảng thời gian qua rốt cuộc cũng đã được phá giải. Khó trách mấy ngày nay, dù không tu luyện thì cảnh giới của hắn vẫn tăng mỗi ngày, hóa ra là do viên thất khiếu linh lung đan mà ngày đó Tô Hàm Nguyệt đã cho hắn uống ngay trước mặt mọi người ở diễn võ trường. Ta nợ nàng nhiều quá. Cảm giác áy náy trong lòng lại lần nữa trào dâng, hắn liếc nhìn tóc xanh vờn quanh ngón út của mình. Lúc này,
tay cầm kiếm của Lâm Nhất đã bắt đầu run lên. Một ngày nào đó, nhất định phải tìm ra Tô Hàm Nguyệt. Bất kể là để giải mã câu đố kiếm gãy trên người hay để có thể tìm được Tô Hàm Nguyệt thì hắn cũng đều cần có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Nhất đắm chìm trong khổ tu vô cùng vô tận. Buổi sáng, khi dùng dẫn linh quyết rót linh khí vào bạch tàn hoa, hắn cô đọng nội kình nhằm đột phá chướng ngại của thuần dương công tiên thiên. Buổi chiều thì xem xét long hổ quyền tiên thiên tàn bản, tu luyện quyền kiếm hợp nhất. Đến chạng vạng tối thì làm bạn cùng trời sao. Nghiên cứu mãnh hổ tường vi đồ, lĩnh ngộ kiếm pháp do người áo xanh kia thi triển, lĩnh hội ý cảnh mãnh hổ trong lòng khẽ người tường vi. Hắn một lòng hướng về đạo, không hề phân tâm, đắm chìm trong đó. Tựa như kẻ ngu vậy, dù rằng có thể không có kết quả gì cả, nhưng vẫn một mực kiên trì. Trong khi hắn rời xa ồn ào náo nhiệt, từ trên xuống dưới Thanh Vân Môn lại tiệc tùng say sưa, quần chúng hưng phấn, xúc động không thôi. Chuyện Hồ Tử Phong dùng một trường đánh bại Trương Diệp ở đại điện đã sớm truyền khắp tông môn. Việc này khiến chúng đệ tử Thanh Vân Môn lấy làm kiêu ngạo, gần như mỗi ngày đều có người bàn luận về Hồ Tử Phong. Hắn chỉ cần có chút tiến bộ sẽ khiến tông môn chấn động, đồng thời trở thành chủ đề nóng. Cùng với đó, chuyện Lâm Nhất không ra tay ngày hôm ấy cũng bị vô số người lấy ra để so sánh với Hồ Tử Phong. Chương 163 chuyện đáng kinh ngạc. Rốt cuộc Hồ Sư Huynh vẫn là người can đảm hơn, đang trong thời gian bế quan mà vẫn chạy đến đại điện tông môn, thay Thanh Vân Môn chúng ta ra oai. Cái này gọi là tích lũy dài lâu mới có thể phát huy tốt, so với những kẻ vừa nổi lên, ha ha, không đáng nhắc đến. Cũng đúng, khi đối mặt, tên Lâm Nhất kia ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Đó chính là sự chênh lệch, dám hung hăng với người ngoài mới là oai phong, chỉ dám đánh với người nhà thì có gì bản lĩnh chứ. Từ trên xuống dưới môn phái đều lên tiếng chỉ trích Lâm Nhất, thoáng chốc việc này đã không kiểm soát được. Dù hắn rất ít khi ra ngoài đi lại, nhưng vẫn có không ít người chỉ trỏ khi đi ngang qua nhà gỗ của hắn. Tuy nhiên, Lâm Nhất chưa bao giờ phản bác điều gì cả, hắn vẫn luôn đắm chìm trong thế giới võ đạo của mình. Thời gian dần trôi qua, thấy bàn tán cũng không có ý nghĩa gì, dần dần mọi người đã quên đi hắn. Chỉ có tin tức về Hồ Tử Phong vẫn một mực lan truyền trong tông môn. Có nghe gì không, Hồ Sư Huynh được xem là một trong ba hạt giống nòng cốt chuẩn bị tham gia tứ tông tranh tài đấy. Việc này nằm trong dự liệu, với thực lực của Hồ Tử Phong, hắn ta không thể trở thành hạt giống nòng cốt mới là chuyện đáng kinh ngạc. Cũng đúng, trẻ tuổi như vậy đã có thể lĩnh ngộ được võ kỹ tiên thiên thì có gì là không thể chứ. Chờ xem đi, đến lúc đó, nhất định Hồ Sư Huynh sẽ tỏa sáng trong tứ tông tranh tài. Tứ tông tranh tài mỗi lúc một đến gần. Bầu không khí chờ mong từ trên xuống dưới trong tông môn ngày càng trở nên dày đặc. Bất kể là ai, hễ gặp mặt là sẽ bàn luận chuyện tứ tông tranh tài. Tứ tông tranh tài của nước Thiên Thủy chính là sự kiện trọng đại được tổ chức 3 năm một lần. Không chỉ có quy mô long trọng, có thể hấp dẫn võ giả của nước Thiên Thủy tề tụ về quan sát, mà hơn thế nữa nó liên quan đến lợi ích cốt lõi của tông môn. Tứ đại tông môn khống chế toàn bộ nước Thiên Thủy nên sẽ khó tránh khỏi cạnh tranh dữ dội, nảy sinh xung đột lợi ích. Vì để giải quyết xung đột, tránh gây ra đại chiến tông môn làm suy giảm căn cơ của môn phái, tứ tông tranh tài được tổ chức, dựa trên tỷ thí thắng thua của chúng đệ tử để tranh đoạt lợi ích. Nếu Thanh Vân Môn không giành được thành tích tốt thì lợi ích của cả môn phái sẽ bị hao tổn, từ trên xuống dưới tông môn, bất kể là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một ngày này, thời điểm hoàng hôn buông xuống, trời đã gần sụp tối, Lâm Nhất nắm cuộn tranh tường vi trong tay, đi qua đi lại ở khoảng đất trống trước cửa, miệng lẩm bẩm không dứt. Chương 164 ngươi lại dám ra quyền đánh ta. Hoa từ đâu sinh ra? Ta đến từ nơi nào? Kiếm là kiếm gì? Hoa là hoa gì? Hôm nay Lâm Nhất đã có thể nghe được 4 câu của người áo xanh trong cuộn tranh, mỗi câu chính là một sát chiêu. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ hoa từ đâu sinh ra? Ba thế kiếm còn lại hắn chỉ nhìn thấy mặt ngoài, còn chưa nắm giữ được ý nghĩa chân chính. Suốt mấy ngày nay bỏ công suy nghĩ, tuy đã dần dần có chút lĩnh ngộ, nhưng vẫn luôn vụt qua rồi biến mất, không cách nào nắm giữ được. Vù vù. Đúng lúc này, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, đang dần tiến gần đến hắn. Bản lĩnh của người tới chưa đủ thành thục, dẫm lên cỏ phát ra âm thanh cực kỳ nhẹ. Ai? Lâm Nhất xoay người hét lên, vung ra một quyền.
Ầm. Quyền vừa ra, hổ gầm giữa trời quang, tựa như bách thú triều bái. Nội kình thuần dương công tiên thiên màu vàng trong cơ thể tựa như lửa cháy hừng hực, điên cuồng tràn vào trong một quyền này. Trong khoảnh khắc, một quyền này của hắn uy danh che trời. Nhưng khi thấy rõ mặt người đến, sắc mặt Lâm Nhất lập tức thay đổi, ý niệm trong lòng thay đổi. Nội kình vốn đang điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể thoáng chốc không còn sót lại chút gì, đến cuối cùng, quyền cũng không bốc cháy lên. Bốp! Dù là thế nhưng người vừa đến vẫn bị đánh lui về sau ba bước. Hay lắm Lâm Nhất, ngươi lại dám ra quyền đánh ta. Sau khi lui về sau, Trương Hàn bất mãn lên tiếng trách móc, sau đó tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nhất. Thời khắc đối phương đánh ra một quyền này, hắn ta đã bị dọa suýt chết. Uy áp của nó đánh úp lại khiến hắn ta có cảm giác toàn thân dường như bị một con hổ vương có thân hình khổng lồ bao phủ, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thật không ngờ lực đánh thật sự lại chỉ có vậy thôi. Ta nói này, rốt cuộc ngươi có làm được hay không vậy? Sao thực lực lại có vẻ giảm sút nhiều như vậy, hiện tại từ trên xuống dưới trong tông môn đều lan truyền rằng ngươi cùng lắm chỉ là tỏa sáng bất chợt thôi, thực tế không có đủ căn cơ. Trương Hàn dạo quanh một vòng đánh giá Lâm Nhất và hỏi với vẻ nghi ngờ. Lâm Nhất chỉ mỉm cười, không có ý định giải thích. Thuần dương công này của hắn đã đột phá chướng ngại, lột xác thành thuần dương công tiên thiên. Chỉ cần một ý niệm, dù nội kình có dồi dào đến mức nào đi nữa cũng có thể hóa thành vô hình trong phút chốc, mà bản thân hắn lại không chút tổn thương. Vừa rồi nếu không phải hắn thu hồi nội kình, lãnh một quyền của mãnh hổ quyền, e rằng Trương Hàn đã thành người chết. Nói đi, thiếu môn chủ phái ngươi đến có việc gì? Trương Hàn lẩm bẩm, 5 ngày sau chính là tứ tông tranh tài, thiếu môn chủ muốn ngươi làm tuyển thủ dự bị, hắn hỏi ngươi có bằng lòng ra sức vì tông môn hay không? Tuy nhiên, theo ta thấy với thực lực của ngươi hiện tại, chiếm vị trí tuyển thủ dự bị quả thực có hơi hoang đường. Kẻ suýt nữa thành người chết mà còn dám nói năng lung tung ở đây. Chương 165 ngươi vất vả rồi. Sự khác biệt giữa tuyển thủ chính và tuyển thủ dự khuyết. Trương Hàn nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng cười nói, ta tưởng ngươi vẫn luôn trốn trong căn nhà gỗ này không ra ngoài, không ngờ ngươi cũng lén lút nghe ngóng, xem ra ngươi đã biết tin Hồ Tử Phong trở thành tuyển thủ chính rồi. Thật ra ta cũng không muốn nghe, nhưng không tránh khỏi lúc có vài người đi ngang qua, nhìn thấy ta đang luyện kiếm bèn cố ý nói lớn lên tin tức của Hồ Tử Phong. Lâm Nhất mặt tỏ ra bất đắc dĩ nói. Trương Hàn nghe vậy thì không khỏi có chút dở khóc dở cười, được rồi, ta không đùa ngươi nữa. Tứ tông tranh tài và cuộc sát hạch giữa năm của chúng ta khác biệt rất lớn, chủ yếu là để giải quyết tranh chấp lợi ích, mỗi trận thắng đều có điểm thưởng. Điểm thưởng này có thể là quyền kiểm soát một tòa thành trì, có thể là một quặng sắt, thua thì phải giao điểm thưởng ra. Đây đều là tài nguyên thật sự, một khi thua thì sẽ đả kích rất lớn tới tông môn. Lâm Nhất gật đầu, cho nên tuyển thủ chính và tuyển thủ dự khuyết có gì khác nhau? Ngươi từ từ nghe ta nói đã. Tuyển thủ chính sẽ không có hạn chế xuất trận, thậm chí trong lúc tranh chấp linh khoáng quan trọng còn có thể đồng thời ra mặt. Có thể trở thành tuyển thủ chính chứng minh tông môn đã công nhận thực lực của ngươi, mới giao ba danh ngạch quý giá này cho ngươi. Trương Hàn dừng lại một lát rồi nói tiếp, lợi ích của việc làm như vậy là vì để nhân tài kiệt xuất của tông môn có thể phát huy được chiến lực lớn nhất. Nếu như nhân tài kiệt xuất chỉ có thể xuất trận một lần, vậy thì quá thiệt thòi đối với những tông môn có thiên tài rồi. Trong lòng Lâm Nhất đã hiểu. Nói cũng chính là, ta bây giờ là một trong 10 tuyển thủ dự khuyết, chỉ có quyền xuất trận một lần. Có thể nói như vậy, nhưng cũng có thể không đánh trận nào. Trương Hàn nhìn Lâm Nhất, vẻ mặt do dự, nhưng nghĩ ngợi rồi vẫn nói tiếp, dù sao tu vi của ngươi cũng chỉ có võ đạo tầng 7, có thể cho người làm tuyển thủ dự bị, chủ yếu là vì lần trước ngươi đã thi triển ra võ kỹ tiên thiên. Ồ! Lâm Nhất đáp lời một tiếng, thần sắc vẫn không thay đổi. Ta thông báo cho ngươi đến đây thôi, 2 ngày sau sẽ phải xuất phát đi thành Bạch Thủy rồi. Ngươi vất vả rồi. Đừng khách sáo, mặc dù ngươi không đủ nội tình, nhưng cố gắng nỗ lực, ta vẫn rất coi trọng ngươi đó. Trương Hàn vỗ vai Lâm Nhất, bảo hắn đừng nhụt chí, cổ vũ hắn một phen. Lâm Nhất nhìn theo đối phương rời đi, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nhẹ giọng nói, sau trận đấu lớn của tông môn, trả xong ân tình cho Thanh Vân Môn thì cũng nên đi thôi. Sau khi Tô Hàm Nguyệt ra đi, tâm hắn sớm đã không còn ở Thanh Vân nữa. Chương 166 thiếu môn chủ ở bên cạnh.
Nhưng nguyên chủ và hắn đều nhận được ân tình không nhỏ từ Thanh Vân Môn, muốn đi thì cũng phải trả xong rồi tính. Tứ tông tranh tài không nghi ngờ gì chính là cơ hội để hắn xuất lực vì tông môn. Chỉ là nghe Trương Hàn nói thì cơ hội xuất trận của hắn dường như không lớn lắm. Nếu không cần dùng đến ta thì cũng đành chịu thôi. Thời gian hai ngày trước mắt trôi qua. Lâm Nhất mở cánh cửa gỗ ra thì liền nghe thấy tiếng chim kêu chói tai trên trời truyền đến. Một con ưng tựu thú từ trên trời lao xuống. Hồn hển. Đúng lúc hạ xuống, hai cánh ưng tựu thú mạnh mẽ thu lại, làm gió to bốc lên. Căn nhà gỗ phía sau rung lắc, suýt chút nữa là sập xuống vì trận gió lớn này. Chỉ thấy trên tấm lưng rộng lớn của con ưng tựu thú có hơn 10 người, điều khiển ưng tựu thú là một vị lão già trong tông môn. Thiếu môn chủ ở bên cạnh, vẫy tay với Lâm Nhất nói, lên đi. Nhón mũi chân một chút, Lâm Nhất nhảy lên rồi hạ xuống lưng chim cao khoảng 5 trượng. Có thể thấy vị trí của hơn 10 người trên lưng chim phân biệt cực rõ ràng. Hồ Tử Phong và một người khác cùng đứng hai bên thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm. Người đó là đệ tử nội môn đứng thứ 3 Trương Nhạc, trước đó ngoại trừ thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm và Tô Hàm Nguyệt ra, trong đệ tử nội môn không có ai mạnh hơn hắn ta. Nhưng Hồ Tử Phong bây giờ cũng có thực lực không thua kém hắn ta. Thiết nghĩ ba người này chính là tuyển thủ chính rồi, Lâm Nhất nghĩ ngợi rồi đi tới bên cạnh chỗ 9 người còn lại trên lưng chim. Bạch Vũ Phàm nhìn lão giả nói, tông bá, người đã đủ rồi, chúng ta đi thôi. Oanh! Ưng tựu thú xòe rộng đôi cánh, vỗ thật mạnh, nghe như một tiếng nổ lớn âm vang. Ưng tựu thú to lớn nhất thời như tên bắn, lao vút lên không trung, hướng về phía thành Bạch Thủy bay đi. Lâm Nhất đoán thầm trong lòng. Con ưng tựu thú này ít nhất có thể so sánh được với võ giả có võ đạo tầng 10. Nó có thể bay trong không trung, lực chiến đấu kéo dài so với võ giả e là còn mạnh hơn, có lẽ là thú bảo hộ của Thanh Vân Môn. Chương 167 có lẽ không cần quá lo lắng. Cuồng phong gào thét bên tai, gió lớn thổi đến mức khiến đám người lắc lư. Nhưng phía sau lưng của con ưng tựu thú vô cùng rộng lớn, hai cánh dang rộng ước chừng khoảng 800 mét. Với thực lực của những người có mặt ở đó thì đứng vững bên trên cũng không thành vấn đề, không cần lo sẽ bị rơi xuống dưới. Từ trên cao nhìn xuống mặt đất đem lại cảm giác vô cùng thần kỳ. Nghe nói có võ giả tiên thiên thậm chí có thể dựa vào thân pháp của bản thân mà phi hành trong không trung. Không biết đó là trải nghiệm thế nào. Mọi người trên lưng chim đều đang thảo luận về những đối thủ trong tứ tông tranh tài đợt này, thần sắc rõ ràng khá thận trọng. Tin tức tứ tông tranh tài. Ngày hôm đó trong lúc chứng kiến Bạch Vũ Phàm và Liễu Vân Phi giao thủ ở thành Bạch Thủy, Lâm Nhất đã biết rồi, chỉ là không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Qua cuộc trò chuyện của vài người, Lâm Nhất cũng biết được tông chủ và những đệ tử nội môn còn lại đã xuất phát trước để cùng tới thương lượng chi tiết của trận đấu lớn lần này với các tông môn khác. Nếu nhắc đến đối thủ lớn nhất của chúng ta thì vẫn là Tử Viêm Tông. Mấy năm nay, dã tâm của Tử Viêm Tông rất lớn. Canh cánh trong lòng việc thua chúng ta 3 năm trước, thực lực hiện tại của Liễu Vân Phi cũng không biết đã đến mức nào rồi. Cuồng đao môn có lẽ cũng ngang tài ngang sức với thực lực của Thanh Vân môn ta, lần trước lúc đến đã có thể cảm nhận được. Ngược lại Huyền Dương Tông mấy năm nay vẫn luôn khá khiêm tốn, có lẽ không cần quá lo lắng. Mấy người đệ tử đều đang thảo luận về những đối thủ có thể gặp phải. Lúc nhắc đến Liễu Vân Phi thì sắc mặt rõ ràng có chút thận trọng, ánh mắt toát lên vẻ kiêng kỵ. Không thận trọng cũng không được, hai tháng trước, đối phương trong 10 chiêu đã đánh bại Bạch Vũ Phàm, bóng ma để lại cho mọi người quá lớn. Nếu như có Tô Sư Tỷ ở đây thì có lẽ không cần phải lo lắng như vậy. Có người nhẹ cảm thán, đột nhiên nói ra tiếng lòng của rất nhiều người. Xoát xoát xoát. Mấy ánh mắt đều cùng lúc nhìn về phía Lâm Nhất. Nhìn cứ như hắn là tội đồ của tông môn vậy. Thật không giấu giếm, tu vi của ta đã đến võ đạo tầng 8 đỉnh phong, nếu như trong trận đấu lần này có cơ hội đột phá thì Liễu Vân Phi có mạnh thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Chương 168. Đúng vào lúc này, Hồ Tử Phong vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra nói. Hồ sư đệ, không ngờ đệ lại ẩn giấu sâu như vậy. Ha 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 ha, Hồ sư đệ. Lời nói này của đệ đúng là như cho chúng ta uống một viên thuốc an thần vậy. Nếu không sợ Liễu Vân Phi đó nữa thì lần này Thanh Vân Môn chúng ta ắt có thể đạt được vị trí đứng đầu. Mấy tuyển thủ dự bị mắt sáng lên, vô cùng vui mừng nói.
Ngay đến Bạch Vũ Phàm ánh mắt cũng lóe lên tia bất ngờ, cười nói, Hồ sư đệ, chúc mừng đệ. Thiếu môn chủ quá lời rồi, không có dưỡng tâm đan và 5 viên linh thạch trung phẩm của tông môn ban thưởng thì ta cũng không chắc đột phá nhanh như vậy được. Ánh mắt Hồ Tử Phong vô cùng tự tin, trầm ngâm nói, nếu như cho ta thêm 1 viên dưỡng tâm đan nữa, nói không chừng bây giờ có thể đột phá ngay. Bạch Vũ Phàm nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, luyện chế viên dưỡng tâm đan này quá đối phức tạp, phải mất 2 tháng mới có thể điều chế được 1 viên. Đúng rồi, Lâm Nhất sư đệ, viên dưỡng tâm đan mà tông môn ban thưởng cho ngươi, ngươi đã dùng chưa? Một người đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Lâm Nhất hỏi. Nói như vậy là đang muốn nhắc nhở mọi người, Lâm Nhất cũng được ban thưởng 1 viên dưỡng tâm đan. Lâm sư đệ, nếu như ngươi chưa dùng thì tặng cho Hồ sư đệ đi. Là tuyển thủ chính, Hồ Tử Phong phải khơi chào đòn bẩy của tông môn chúng ta, đừng giấu làm của riêng nữa. Trong lòng Lâm Nhất hơi thấy kinh ngạc, căn cốt của Hồ Tử Phong này quả thực có chút kinh người. Trước đây Hồng Lão đã từng nói căn cốt của hắn không ổn, con đường võ đạo này không thể đi lâu dài được, bây giờ coi như đã hơi hiểu ra rồi. Chỉ bằng 1 viên dưỡng tâm đan và 5 miếng linh thạch trung phẩm mà Hồ Tử Phong suýt chút nữa đã đột phá được võ đạo tầng 9. Nhưng cho dù như vậy, muốn hắn nhường viên dưỡng tâm đan thì cũng có chút hơi quá mức ép buộc rồi. Đảo mắt nhìn qua, thấy sắc mặt có vẻ khó xử của thiếu môn chủ. Lâm Nhất nghĩ đến gì đó bèn lấy ra viên dưỡng tâm đan ném tới. Siêu. Viên đan dược bay thành một đường cong rồi bị Hồ Tử Phong chụp lấy. Chương 169 vẫn còn cách võ đạo tầng 9 một chút nữa. Hồ sư huynh, mau nuốt đi. Quan tâm hắn làm gì, nếu không phải do hắn thì Tô sư tỷ sao có thể bỏ đi được. Mau nuốt vào đi, nếu như có thể đột phá võ đạo tầng 9 trước khi tới thành Bạch Thủy thì Thanh Vân môn chúng ta sẽ có thêm đòn sát thủ rồi. Hồ sư huynh, cố lên. Dưới sự cổ vũ của mọi người, Hồ Tử Phong nhắm mắt nuốt xuống, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về xung quanh bốn phía Hồ Tử Phong, ánh mắt vô cùng mong đợi. Chỉ có Bạch Vũ Phàm là nhìn thấy Lâm Nhất đứng ở phía cuối cùng trên lưng chim, để mặc cho cuồng phong thổi tung trường bào và mái tóc dài. Ông táng hoa kiếm trong lòng, nhìn xuống sông núi phía dưới, thần sắc ung dung thản nhiên. Trên người hắn có một sự khác biệt không thuộc về người có tu vi võ đạo tầng 7. Với tốc độ của ưng tựu thú, thì chỉ mất 2 ngày là có thể tới thành Bạch Thủy. Có thể đưa đám người Thanh Vân Môn tới trước ngày Tứ Tông tranh tài 1 ngày. Nhưng vì để chiếu cố cho Hồ Tử Phong luyện hóa dưỡng tâm đan, Bạch Vũ Phàm đã giảm tốc độ lại. Ưng tựu thú không ngừng nghỉ bay trên bầu trời suốt 3 ngày mới đến thành Bạch Thủy. Đám người trên lưng chim thần tình vô cùng căng thẳng. Hồ Tử Phong có thể đột phá nút cổ trai võ đạo tầng 8 hay không là điều cực kỳ quan trọng với Thanh Vân Môn. Một khi đột phá, với cảnh giới võ đạo tầng 9 của Hồ Tử Phong, phối hợp với võ kỹ tiên thiên của hắn ta thì có thể nói là vô địch trong thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy. Hiu. Đúng lúc sắp hạ xuống, Hồ Tử Phong khổ cực tu luyện 3 ngày đột nhiên mở chừng 2 mắt. Tinh quang trong mắt lóe ra, khí thế trên người tăng vọt một đường như cuồng phong bão táp. Sắc mặt đám người Trương Nhạc hết sức vui mừng, nhưng nụ cười lại nhanh chóng từ từ ảm đạm xuống. Mọi người đều cảm nhận được tu vi của Hồ Tử Phong thăng tiến không ít, nhưng vẫn bị kẹt lại ở nút cổ trai võ đạo tầng 8. Vẫn còn cách võ đạo tầng 9 một chút nữa. Nhưng khoảng cách một chút này chính là sự khác nhau một trời một vực, kém võ đạo tầng 9 chân chính rất lớn. Chương 170 sao bây giờ mới đến? Hồ sư đệ, không cần nản lòng. Bây giờ đệ còn cách võ đạo tầng 9 rất gần, có cơ hội rất lớn, có thể đột phá trực tiếp trong trận đấu. Bạch Vũ Phàm sợ Hồ Tử Phong có gánh nặng trong lòng nên lên tiếng an ủi. Hồ sư đệ hãy tin tưởng chính mình, nhớ lại ban đầu ngay đến Lâm Nhất cũng có thể đột phá trong trận đấu, đệ cũng có thể. Đúng đúng đúng, Hồ sư đệ nhất định có thể. Hồ Tử Phong gật đầu nói, cảm ơn mọi người, ta cũng vô cùng tự tin, tuyệt đối có thể đột phá trong trận đấu. Thiếu môn chủ, nơi đó chính là địa điểm so đấu của chúng ta sao? Lâm Nhất vẫn luôn trầm mặc chỉ xuống phía dưới lên tiếng hỏi. Chỉ thấy trung tâm quảng trường của thành Bạch Thủy người đông như kiến, võ giả tứ phương của nước Thiên Thủy đều đã hội tụ về đây. Âm thanh ồn ào, xuyên qua tận mây xanh, đám người Lâm Nhất trong không trung cũng có thể nghe thấy.
Trung tâm quảng trường chính là một đài đấu võ khổng lồ cao hơn 30 mét, diện tích rộng lớn, có thể so với cả diễn võ trường của Thanh Vân Môn. Vẫn chưa chính thức bắt đầu đã đủ thấy được sự náo nhiệt. Bạch Vũ Phàm gật đầu nói, đúng vậy, xem ra sắp bắt đầu rồi, Tông Bá, chúng ta xuống thôi. Được. Ưng Tửu Thú phát ra một tiếng kêu chói tai, khép lại hai cánh, giống như mũi tên lao xuống đất. Đến lúc hạ xuống thì đậu trên nóc một công quán cách quảng trường không xa. Trong công quán có một đám người đi ra, người đi đầu chính là Bạch Thiên Minh và những trưởng lão trong tông môn khác, đi theo sau là những đệ tử nội môn còn lại. Bạch Thiên Minh khẽ nhíu mày nói, sao bây giờ mới đến? Bạch Vũ Phàm bước lên trước, giải thích một hồi. Ồ! Bạch Thiên Minh có chút hứng thú nhìn về phía Hồ Tử Phong, gật đầu nói, tu vi võ đạo tầng 8 đỉnh phong, quả nhiên không giả, đáng tiếc. Nếu như thật sự đột phá được tầng 9 thì tốt rồi. Sau khi mọi người nghe nói Hồ Tử Phong thất bại đột phá võ đạo tầng 9 thì đều tỏ ra có chút thất vọng. Nhưng trong ánh mắt vẫn tương đối ủng hộ khích lệ. Xem ra ông trời phù hộ cho Thanh Vân Môn chúng ta, Tô Hàm Nguyệt ra đi thì lại có Hồ Tử Phong quật khởi. Chương 171 xem ra tin đồn là thật rồi. Không sai, lần này Hồ Sư Huynh chắc chắn có thể đạt được thành tựu xuất sắc trong trận đấu võ, vang danh khắp nước Thiên Thủy. 3 năm trước, chuyện Tô Hàm Nguyệt làm được, Hồ Sư Huynh cũng có thể làm được như vậy. Bạch Thiên Minh đi lên phía trước, vỗ vai Hồ Tử Phong nói, Tử Phong, tứ tông tranh tài liên quan đến tồn vong của tông môn, lần này thật sự phải trông chờ vào ngươi rồi. Hồ Tử Phong trầm giọng đáp lại, mong tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Đi thôi, chúng ta tới hội trường. Lập tức, cả đoàn người Thanh Vân Môn trùng trùng điệp điệp đi về phía quảng trường. Không khéo, đúng lúc sắp vào trong quảng trường thì vừa hay gặp đoàn Tử Viêm Môn. Tông chủ của Tử Viêm Môn, Liễu Dự nhìn thấy Bạch Thiên Minh thì hơi sửng sốt, quét mắt nhìn một lượt đám người phía sau ông ta. Rồi mỉm cười nói, Bạch Huynh. Sao không thấy Tô Hàm Nguyệt của Quý Tông đâu, lẽ nào tin đồn là thật? Bạch Thiên Minh trầm giọng nói, việc này không phiền đến Liễu Tông Chủ lo lắng. Ha ha, ta không lo lắng, nào nào, mời các huynh đi trước. Liễu Dự đưa tay ra mời đi trước, không tranh giành xem ai vào hội trường trước. Đoàn người Thanh Vân Môn nối đuôi nhau đi vào. Trước khi vào, Lâm Nhất nhìn Liễu Vân Phi bên cạnh Liễu Dự một cái, trong lòng khẽ kinh ngạc. 2 tháng không gặp, thực lực của tên Liễu Vân Phi này lại càng ngày càng thâm sâu khó lường. Vô vị, không ngờ Tô Hàm Nguyệt thật sự đã đi rồi. Sau khi nhìn đoàn người đi vào, Liễu Vân Phi thờ ơ nói. Nụ cười trên gương mặt Liễu Dự biến mất, đột nhiên âm trầm nói, ta mặc kệ con thấy vô vị hay không, linh khoáng mà 3 năm trước Thanh Vân Môn đã cướp đi, con bắt buộc phải đòi lại toàn bộ cho ta. Lần này ta phải khiến Thanh Vân Môn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể có khả năng trở mình. Bên trong quảng trường, sự xuất hiện của đoàn người Thanh Vân Môn trước mắt đã thu hút sự chú ý khắp nơi. Kỳ lạ, sao không thấy Tô Hàm Nguyệt đâu? Chương 172 Thu Thủy bái kiến 4 vị tông chủ. Tổng thể xem ra, thực lực của Thanh Vân Môn vẫn rất mạnh, chắc chắn sẽ vẫn liều mạng tại lần tứ tông tranh tài này. Không thấy bóng dáng Tô Hàm Nguyệt đâu khiến mấy khán giả từ các nơi khác tới đều thấy hơi thất vọng. Sát ngay sau đó chính là đoàn người Tử Viêm Môn. Liễu Vân Phi. Không biết lần tứ tông tranh tài này, Liễu Vân Phi sẽ biểu hiện thế nào? Hắn ta đã được coi như là người đứng đầu trong tứ đại cao thủ thế hệ trẻ rồi, thiết nghĩ tham vọng trong lòng chắn chắn là áp đảo toàn trường. Cũng khó, những người khác có thể cũng đều đã tiến bộ. Không lâu sau, đệ tử của Cuồng Đao Môn cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tứ tông tranh tài chỉ còn thiếu Huyền Dương Môn. Đúng lúc này, trên quảng trường xuất hiện một chàng nhốn nháo. Chủ trì của lần tứ tông tranh tài này, thành chủ Thành Bạch Thủy xuất hiện. Điều khiến Lâm Nhất bất ngờ đó là thành chủ của Thành Bạch Thủy lại là một mỹ nữ dung mạo trong veo như một đóa hoa sen. Thành chủ Thành Bạch Thủy, Bạch Thu Thủy đến rồi. Đẹp thật, không hổ là đệ nhất mỹ nữ của nước Thiên Thủy chúng ta. Sau khi từng đợt reo hò cảm thán vang lên, quảng trường nhanh chóng trở nên yên lặng, lưu luyến vì nhan sắc của Bạch Thu Thủy. Chỉ thấy cửa vào hội trường. Bạch Thu Thủy mặc xiêm y màu xanh, suối tóc như thác nước, nhẹ nhàng tung bay theo gió, ngũ quan tinh xảo, tựa như một viên ngọc được mài giũa hoàn mỹ, mái tóc đen lướt nhẹ qua càng tăng thêm cảm giác mộng ảo.
Người ta rất khó tưởng tượng được, người phụ nữ này tuổi không lớn mà làm thế nào có thể trở thành thành chủ của thành Bạch Thủy. Đám người bên cạnh nàng ta chính là đệ tử của Huyền Dương Môn. Đúng lúc này, thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm mở miệng nói. Mọi người vội vàng nhìn theo, bên cạnh Bạch Thu Thủy là một đám đệ tử nội môn mặc trang phục màu vàng, người đi đầu có thần sắc lạnh lùng, phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần. Hắn ta chính là thiếu môn chủ của Huyền Dương Môn, Phong Vô Hằng, là một tay Huyền Dương trưởng cực kỳ lợi hại, 3 năm trước ta giao thủ với hắn ta cũng chưa phân được thắng bại. Như vậy, tứ đại cao thủ thế hệ trẻ của nước Thiên Thủy đã đồng thời cùng xuất hiện. Thanh Vân môn Bạch Vũ Phàm, Cuồng Đao môn La Tinh, Tử Viêm môn Liễu Vân Phi, Huyền Dương môn Phong Vô Hằng. Thu Thủy bái kiến 4 vị tông chủ. Đợi đến sau khi người của Huyền Dương môn đã an tọa trên đài cao, Bạch Thu Thủy mỉm cười hành lễ chào hỏi. Chương 173 Bạch thành chủ khách khí rồi. Bạch thành chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Lâm Nhất phát hiện ra, tông chủ của tứ đại tông môn đều khá khách sáo với Bạch Thu Thủy này. Giơ tay ra mời đến vị trí chính giữa trên đài cao hơn một bậc so với vị trí của tứ đại tông môn. Bạch Thu Thủy vừa ngồi xuống không lâu lại đứng lên, đứng từ trên cao nhìn xuống khán giả xung quanh quảng trường. Tứ tông tranh tài 3 năm một lần là việc trọng đại của nước Thiên Thủy, các vị đường xa đến đây đã vất vả rồi. Giọng nói của nàng ta như nước chảy trong núi, thanh thúy trong trẻo, cực kỳ êm tai, làm cho người ta có chút hưởng thụ. Người đẹp. Giọng nói lại càng đẹp hơn. Sau lời mở đầu, Bạch Thu Thủy cười nhẹ nói, cảm ơn 4 vị tông chủ đã cho tiểu nữ cơ hội chủ trì trận đấu lớn lần này. Bạch thành chủ khách khí rồi. Đoàn người Bạch Thiên Minh vội vàng chắp tay, tỏ vẻ không dám nhận. Tiếp sau đây ta xin tuyên bố, tứ tông tranh tài chính thức bắt đầu, điểm thưởng của trận đấu đầu tiên chính là 2 tòa thành trì dưới tên của Tử Viêm Môn. Vừa dứt lời thì thấy nàng ta bắn ngón tay ra. Keng. Một miếng lệnh bài tượng trưng cho 2 tòa thành trì rơi lên cột trụ đá chạm trổ long phượng cao 100 mét ngay giữa đài đấu võ. Ngay từ khi bắt đầu, không khí trong hội trường đã có chút căng thẳng. So với kỳ sát hạch trong tông môn thì trận đấu của tứ tông tranh tài này nghiêm túc hơn rất nhiều. Một khi thua cuộc thì 2 tòa thành trì cùng với lợi ích to lớn mang lại nói mất là mất. Trên cột đá trên đài luận võ, tấm lệnh bài kia tỏa sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Không biết nó được tạo thành từ chất liệu gì mà khi ánh mặt trời chiếu vào lại tỏa ra hào quang chói lọi tựa như bảo thạch thu hút sự chú ý của toàn trường, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lợi nhuận khổng lồ của 2 tòa thành quả thực xứng đáng với ánh hào quang chói sáng như vậy. Nói trắng ra, tứ tông tranh tài chính là để giữ vững vị trí của mình, bảo vệ nguồn tài nguyên của bản thân, đồng thời cố hết sức xâm chiếm tài nguyên của người khác. Như lúc này, 2 tòa thành của Tử Viêm Môn đã trở thành phần thưởng. Những môn phái khác nếu có ý định thì có thể phái tuyển thủ chính hoặc tuyển thủ dự bị của mình ra khiêu chiến. Không giới hạn số lần khiêu chiến, cho đến khi không còn ai khiêu chiến nữa mới thôi. Tuy rằng quy tắc là không hạn chế số lần khiêu chiến, nhưng trên thực tế, mỗi tông môn đều chỉ có 10 tuyển thủ dự bị và 3 tuyển thủ chính. Tuyển thủ dự bị chỉ có thể xuất chiến một lần, sau đó không thể tiếp tục chiến. Tuyển thủ chính nếu xuất chiến quá nhiều sẽ tiêu hao thực lực. Làm ảnh hưởng đến những tài nguyên quan trọng. Đám tuyển thủ tựa như quân cờ vậy, tất cả các môn phái đều cân nhắc kỹ lưỡng xem 2 tòa thành thì đáng để ném ra bao nhiêu quân cờ. Víu. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ trên đài cao nhảy xuống. Đó là một tuyển thủ dự bị của Tử Viêm Môn, hắn ta ngạo nghễ nói, bất tài, tại hạ Cao Hàn, đệ tử Tử Viêm Môn, mong được đệ tử Thanh Vân Môn chỉ giáo. Dưới ánh nắng chói chang, khí thế võ đạo tầng 8 từ trên người hắn ta ầm ầm bộc phát ra ngoài. Phút chốc, sóng nhiệt cuồn cuộn lan ra, quét qua người vây xem ở 4 phía dưới đài. Võ đạo tầng 8. 3 năm không gặp, tất cả đệ tử nội môn của các tông môn đều đã trưởng thành thật nhanh. Vừa bắt đầu đã có tuyển thủ mạnh như thế, tứ tông tranh tài năm nay e là sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Cao Hàn vừa xuất hiện đã nhanh chóng làm nóng bầu không khí tại hiện trường. Chỉ với tu vi mạnh mẽ, không cần nhiều lời cũng đủ kích động sự háo hức, trông mong của tất cả quần chúng vây xem cuộc chiến. Lâm Nhất ngồi ở vị trí phía sau, nghe thiếu môn chủ và những người khác đang bàn luận nhanh xem có nên phái người xuất chiến hay không. Chương 174 để ta xem ngươi trốn một đao này như thế nào.
Bạch Vũ Phàm nhìn về phía mọi người, nói, ai đây? Theo quy định thì nếu như bị chỉ đích danh, môn phái đó phải phái người ra nghênh chiến. Bằng không chính là từ bỏ tranh đoạt hai tòa thành này. Ta đến. Vèo. Trong số những tuyển thủ dự bị có một người bay vọt lên, hạ xuống đài luận võ. Thanh Vân Môn Trương Thanh xin được chỉ giáo. Đó là Trương Thanh, một trong 10 tuyển thủ dự bị của Thanh Vân Môn, hắn mang một thanh hậu bối đao trên lưng, vẻ mặt lạnh lùng, vóc người khôi ngô. Cao Hàn híp mắt cười và nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là bại tướng của ta 3 năm trước, ra đây, ta nhường ngươi 3 chiêu. Khó trách Trương Thanh lại xung phong đầu tiên, thì ra là có thủ cũ. Ngông cuồng. Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, rút đao ra liền chém đến. Đao pháp thi triển chính là âm phong trảm, rất có danh tiếng trong Thanh Vân Môn. Một đao vừa ra, gió lạnh nổi lên, hàn quang lạnh thấu xương, nhiệt độ trên đài phút chốc hạ xuống. Cao Hàn Tử Viêm Môn không đáp, cũng không xuất chiêu. Hắn ta chỉ dùng thân pháp né trách, khó khăn lắm mới tránh được một kích âm tàn này, suýt nữa đã bị chém trúng. Víu. Trương Thanh đắc thế cũng không bỏ qua cho kẻ địch, lập tức tiến lên một bước, lại chém ra một đao. So với chiêu trước đó, chiêu này càng khiến người ta sợ hãi không thôi, vung đao ra bộc phát tiếng gào rú tựa như quỷ khóc sói gào. Sắc mặt Cao Hàn thoáng trở nên nghiêm túc, nhưng hắn ta vẫn không ra tay mà tiếp tục dùng thân pháp né tránh. Việc này dẫn đến tiếng kinh hô vang lên khắp 4 phía dưới đài. Đao pháp âm phong trảm vốn nổi danh hung ác, càng đánh càng cuồng, một khi đắc thế thì đao thế sẽ chồng chất mà lên. Nhưng không ngờ Cao Hàn lại thật sự giữ đúng lời, liên tục 2 chiêu vẫn không ra tay. Để ta xem ngươi trốn một đao này như thế nào. Trương Thanh lạnh lùng quát lên, đao thế trên người thoáng chốc tăng vọt, hắn ta muốn nhân cơ hội dùng chiêu thứ 3 để đánh bại Cao Hàn. Trên đài, sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, thầm nghĩ trong lòng e là bất lợi. Trước mắt, khóe miệng Cao Hàn nhếch lên tạo thành một nụ cười dữ tợn. Chương 175 vô liêm sỉ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, một lần nữa tránh đi thì ngay lúc này, hắn ta đột nhiên ra tay. Viêm dương chỉ. Cao Hàn điểm một ngón tay ra theo một góc độ mà ai cũng nghĩ đến, một kích này điểm thẳng vào ngực Trương Thanh. Trương Thanh gần như bỏ qua phòng thủ đối với Cao Hàn bởi vì hắn ta vốn không đoán trước được. Một điểm này khiến Trương Thanh phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trực tiếp bị đánh bay, đao thế cuồng bạo cũng tan rã. Bại cho ta. Sau một kích đắc thủ, ngay lập tức Cao Hàn lại tung ra 2 chiêu. Một quyền đánh gãy xương sườn, một trường chấn vỡ nội tạng, khiến Trương Thanh trọng thương. Ra tay hung ác khiến người ta không khỏi tặc lưỡi. Việc này. Dưới đài, quần chúng vây xem hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ kết cục sẽ như thế này. Thế nhưng bọn họ lại không thể nói được gì, bởi vì không ai quy định Cao Hàn nhất định phải nhường cho Trương Thanh 3 chiêu. Chỉ có thể trách Trương Thanh còn trẻ tuổi nên đã bị đối phương lừa. Cao Hàn Tử Viêm Môn chiến thắng, nếu còn có tông môn muốn khiêu chiến thì có thể tiếp tục phái ra đệ tử bổn môn. Bạch Thu Thủy Thành chủ thành Bạch Thủy đứng dậy, bình tĩnh tuyên bố kết quả. Phía Thanh Vân Môn tái mặt, sắc mặt mọi người đều hết sức khó coi. Liễu Dự Tử Viêm Môn ở đối diện mỉm cười nhìn qua, ngại quá, thắng các ngươi 1 ván. Vô liêm sỉ. Bạch Thiên Minh hừ lạnh, phun ra 2 chữ. Ha ha ha, nhưng Liễu Dự lại bật cười khoái chí, không hề để tâm. Kế tiếp là Cuồng Đao Môn và Huyền Dương Môn, 2 phái đều phái tuyển thủ dự bị ra ứng chiến. Cao Hàn đứng trên đài tiếp nhận áp lực xa luân chiến, cứ thế mà thắng liên tiếp 2 ván, khiến cho các môn phái từ bỏ ý định tiếp tục khiêu chiến. Dùng 2 tuyển thủ dự bị để đổi lấy 2 tòa thành quả thật không có lợi. Lại nói, nếu tiêu hao 2 tuyển thủ dự bị mà vẫn không chiếm được thành thì chẳng khác nào thiệt thòi lớn. Chúc mừng Tử Viêm Môn thành công giữ vững 2 tòa thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.